Facebook, quý vị muốn nghe thầy giảng thì mở Facebook sang và
ở vừa rửa trang con thôi dạ. Hồi đó thì đại khái trước khi vô để thầy trả lời, thầy có đôi hàng giới thiệu thầy với tất cả các giáo, tất cả quý vị tu giỏi hỏi hay hay như đâu. Rồi An hỏi hỏi đi. Nếu mà muốn viết rồi đứng dậy hỏi. Sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Đại khái là như vậy. Nên mình tập cái câu đầu ha. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Hai ba. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Thì cái câu nó rất là dễ, là được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Thì mình nhớ là khi mình vô tu thì có thầy, có bạn. Mình nhớ cái thứ tự vậy đó, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Hai ba. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên kinh tiếng hát. Hai ba. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Rồi từ đầu nha. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau thông cảm cho nhau, đời chẳng còn khổ đau. Biết thương nhau thông cảm cho nhau, đời chẳng còn khổ đau. À, cái bài là ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo đi tu là khổ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời
thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ta tu duyên lắm chứ, được thầy thương, thời đôi quá an vui, vui sống bên nhau dài lâu. Mà lời kinh tiên nhắn, biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Được chưa? Dạ. Đồ ăn chay xương lắm chứ, ai bảo ăn chay là khổ ăn chứ. Nào phở cây tươi, nào hủ tiếu, ai bảo câu ha. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay xương lắm chứ. Nào phở cay vì đầu hủ tươi, nào hủ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm, cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, thì đưa câu hỏi lên, còn vị nào hỏi chờ chút xíu, chờ chút. Còn không? Không có, không ăn được. Cơ hội. Cô đưa lên đây rồi. Rồi được. Xưa trong. Xong chưa?
đây không ai người Tiều hết trơn ha. Mình nói tiếng Tiều mà không ai trả lời hết trơn. Rồi thôi, kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu chúng. Hôm nay là chiều ngày 7 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Đại Bi Tâm 1 ở thành phố Bi Dương, tỉnh Ba nước Thụy Điển. Chiều hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp vấn đáp sau một buổi hồi sáng chúng ta nói chuyện rồi. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thường. Một số quý vị đã đến đây tha hồi sáng, sau đó phải đi làm, rồi có các vị bận đi làm buổi sáng thì chúng ta lại tranh thủ về đây buổi chiều, và có những vị thì phải xin nghỉ làm trọn một ngày để tham dự nguyên một ngày sinh hoạt hôm nay ở chùa. Đây là cái điều mà rất là quý, nói lên được cái tinh thần ham tu cầu học của đại chúng, cũng như là cái tình thương của quý vị dành cho Pháp Hòa trong chuyến đi thăm Thụy Điển lần này là Phật sự Phật pháp. Thì Pháp Hòa xin được kính gửi đến tất cả lời tri ân quý vị đã có lòng trong suốt thời gian 2 ngày 3 ngày Pháp Hòa ở Thụy Điển, và chiều hôm nay buổi sinh hoạt cuối trước khi ngày mai sáng Pháp Hòa lên đường đi qua Đan Mạch. Thì trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt thì xin kính chúc đại chúng có buổi chiều an lạc và gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Và điều mong ước của Pháp Hòa là mong tất cả quý vị luôn giữ cái tâm đạo của mình cho kiên cố và tinh tấn tu học. Chỉ có khi nào chúng ta có sự siêng năng trên đường tu học thì chúng ta mới có thể giảm được cái khổ đau trong đời sống hàng ngày và chế tác được những cái hạnh phúc, an vui cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội. Vì cuộc sống của chúng ta rất là cần sự chế tác hạnh phúc. Chế tác hạnh phúc có nghĩa là chúng ta biết khéo léo, biết uyển chuyển, tu, sống như thế nào mà chan hòa giữa đời và đạo, để chúng ta không có bị nhiều khi mình ham tu mà mình quên bổn phận của mình thì cũng không được. Mà nếu mình sống mà mình chỉ biết lo cho đời, lo cho cuộc sống đời của mình mà quên cái cuộc sống tâm linh thì cũng không được. Cho nên chúng ta luôn luôn là quân bình giữa đời và đạo. Vì vậy quý vị thấy khi mà đi chùa, chùa hay chưng cái gì cũng cả hai. Ví dụ bên chuông, bên mõ, hai cây đèn, hai chung nước, thường thường là chân cặp. Mà hễ mà cái gì một thì để ngay giữa, thí dụ như là một lư hương, thí dụ vậy đó. Thì ý đó là luôn luôn chúng ta biết phân định rõ ràng và quân bình cả hai thứ để cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta được tốt đẹp. Thì hồi sáng Pháp Hòa có thưa là đạo Phật không có rời thế gian. Nếu chúng ta rời thế gian mà tìm đạo thì không thể có. Tại vì đạo Phật là đạo cho con người. Vì chúng sanh trên cõi đời này, vì loài người mà Đức Phật có mặt. Vì loài người mà Đức Phật đã cùng ở trong loài người, và Ngài đã tìm ra con đường, cái pháp môn, cái phương pháp nào để giúp cho con người sống ngay cõi đời này mà con người có thể thấy rõ được cái thực chất của nó, để con người từ đó sống và vươn lên. Chúng ta khổ chỗ nào thì chúng ta đứng dậy ngay chỗ đó. Và đó là cái mục đích của đạo Phật. Chứ không phải là chúng ta công xương
khổ công tu học, để rồi chờ ngày mình chết mình lên thiên đường mình hưởng, mình lên cực lạc mình hưởng. Vậy thì trong hiện tại này mình không có hưởng gì sao? Cho nên có tu là có an lạc. Tu giây phút nào là mình an lạc liền giây phút đó. Cũng giống như quý vị ăn bánh, cái bụng đói quá, ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh thì no hai cái bánh, chứ không thể nào mà không no. Mà nếu mình ăn trọn năm cái thì nó no. Nhưng mà nếu mà ăn tới cái thứ năm mà nó no thì cũng nhớ là không phải vì cái thứ năm mà no, mà nhờ bốn cái trước cho nên cái thứ năm cho nó no. Phải hiểu như vậy đó. Cho nên mình tu được giây phút nào là mình an lạc giây phút đó. Cho nên á, cho dù mình ngồi mình tụng kinh mà tâm mình có lo ra, cũng đừng có buồn, cũng đừng có trách là nói trời chắc tu không có căn tu. Dạ thưa không có. Tuy mình ngồi tụng kinh tâm có lo ra, nhưng mà ít nhất thân cũng được tịnh, khẩu cũng được tịnh. Mà mặc dù tâm chưa thuần tịnh, nhưng mà lúc đó là thân miệng mà đã có tịnh là có đỡ rồi, phải không? Thay vì ba nghiệp buông lung hết, bây giờ kéo nó lại cho nó giảm cái sự buông lung bằng một thời kinh, bằng một thời niệm Phật, vân vân. Thì ở đây á, trong này có cái câu hỏi là bất biến tùy duyên hay tùy duyên bất biến, xin thầy giải nghĩa cho chúng con. Hai câu này đều đúng hết. Bất biến là cái tâm của mình. Mà giờ trước hết, thế nào là tùy duyên? Pháp Hòa ví dụ như là chữ duyên là gì? Trước hết mình hiểu chữ duyên. Duyên là điều kiện. Duyên là những điều kiện mà mình muốn. Thí dụ mình có 99 cent, có 99 đồng, thiếu một đồng, không thiếu một đồng không thể gọi là trăm. Vậy thì chúng ta đã có 99 đồng rồi, nhưng mà thiếu một duyên thôi, là thiếu một đồng để được gọi là 100. Vậy thì một đồng đó là cái duyên để cho 99 đồng được gọi là 100 đồng. Trên cuộc đời này tất cả đều là nhờ vào cái điều kiện, cái duyên cả. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn có cái duyên đó thì chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như là quý vị muốn Pháp Hòa đến đây mà Pháp Hòa không tạo cái duyên, quý vị cũng không tạo duyên cho Pháp Hòa đến, là quý vị không có mời, quý vị không lên tiếng. Rồi giờ Pháp Hòa không muốn đi, mà giờ quý vị có lên tiếng mà quý Pháp Hòa không muốn đi, thì hai duyên không gặp gì. Tâm Pháp Hòa cũng muốn đi, Pháp Hòa phải tạo cái duyên, quý vị cũng phải tạo cái duyên. Rồi khi mình phải tạo duyên thì duyên nó mới có. Mình không tạo duyên làm sao có được. Cho nên cái duyên là cái điều kiện, và chúng ta phải tạo điều kiện cho nhau. Cũng giống như con của mình, mình thấy nó hay, nó giỏi, mà bây giờ nó sống trong một môi trường mà nó dễ bị hấp, bị kéo lôi bởi những cái điều kiện mà xấu, thì mình lập tức dời nhà, dời trường, để cho con mình nó đủ cái duyên, nó phát triển cái tài năng của nó. Gửi con tới trường đó học, mà thấy nó học về thì không bao nhiêu, mà học hư thì quá nhiều. Tìm hiểu thì biết là cái trường đó không lành, không tốt, lập tức dời trường đó, đi xa chút, nhưng mà để bảo đảm đứa con này nó ở trong môi trường tốt. Thế thì cuộc sống của chúng ta là luôn luôn tạo duyên cho nhau, để chúng ta đủ những cái điều kiện tốt. Cái hạt mà gieo xuống đất là nhân, nhưng mà cái duyên để tạo cho cái nhân nó mọc mầm lên trái là gì? Là nước, là nắng, là người chăm sóc. Nếu mà đất có, hạt giống có, mà thiếu duyên bởi nước, bởi mặt trời, bởi ánh nắng, thì làm sao hạt đó nó nảy mầm, nó có trái được. Cho nên
muốn cái hạt nhân đó, cái nhân mà nó có, nó lên cây, nó nảy mầm, nó có trái là phải tạo duyên cho nó. Mà những cái duyên mà để cho nó có kết mà có quả được là nhờ những cái duyên khác phụ vào. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta làm mà chúng ta không tạo duyên và không có cố gắng để kết duyên, để tạo duyên, để trợ duyên thì duyên khó có được. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa muốn tới, quý vị cũng muốn có lòng nghe mà Hòa Thượng không mở cửa cho mình thì mình cũng đâu có điều kiện mình ngồi đấy, phải không? Hòa Thượng đại từ đại bi cho mình được cái chỗ này, rồi tạo mọi phương tiện thuận lợi. Hòa Thượng sắp xếp cho người nấu ăn, Ngài sắp xếp cho người tổ chức, mà đích thân Ngài ra, Ngài tổ chức, Ngài hướng dẫn. Ngài đang làm gì? Ngài tạo duyên cho mình đó. Ngài tạo điều kiện cho mình để đủ mình có mặt ngày hôm nay. Chứ bây giờ Pháp Hòa muốn, quý vị cũng muốn mà thiếu Ngài, Ngài không cho thì mình cũng không có mặt được, phải không? Cho nên duyên là điều kiện. Bây giờ chúng ta muốn có điều kiện thì chúng ta phải tạo, chứ không thể ngồi đó chờ. Nhưng tạo hết, làm hết tất cả rồi mà sự việc nó không thành như ý mình thì chừng đó mình phải tùy duyên. Quý vị hiểu ý không? Cho nên không phải nói câu gì ra cũng thôi tùy duyên đi. Như vậy là mình không có phấn đấu, không có cố gắng. Tùy duyên nhưng mà mình không tạo duyên, mình không trợ duyên, mình không kết duyên, mình không tích duyên. Tích duyên là gì? Là trân quý cái duyên, thì duyên này nó dễ tan biến. Pháp Hòa ví dụ, mình có cơ duyên chơi với một người bạn đạo, mà người bạn này rất là lành, rất là dễ thương, mà mình có cái duyên với họ rồi, cho nên mình gieo duyên rồi kết duyên, rồi hai người trợ duyên nhau để tu. À, người ăn chay cái mình nấu chay mình cho họ ăn, nhưng mà bù lại họ đi chùa họ chở mình đi. Đó, hai người trợ duyên cho nhau, một người nấu chay cho nhau ăn, hai người kia đi làm quá mình rảnh ở nhà mình nấu đồ chay để hai chị em ăn, hai anh em ăn. Rồi mỗi lần đi chùa thì thay vì mỗi người một chiếc mà cũng thuận đường thôi, mình tấp vô mình ghé người này, mình trợ duyên cho nhau để cho người đó thăng tiến trên đường tu. Và mình cũng có một người bạn đồng hành để mình tu không có chán. Mà không trân quý cái duyên này tức là không tích duyên. Rồi vì một cái chuyện nhỏ gì đó cái là nghỉ chơi nhau, bỏ nhau, rồi để cho cái duyên mình nó cắt. Đó là mình không biết tích duyên. Cho nên duyên là điều kiện, và muốn có điều kiện là phải gieo, phải gì? Kết, phải tích. Gieo duyên nè, kết duyên nè, tích duyên này. Chỉ tích duyên là trân quý cái duyên đó, phải không? Rồi nếu như mình đã cố gắng hết sức mà sự việc nó không thành công nữa, chừng đó mình mới tùy duyên, chứ không phải đụng chuyện gì cũng tùy duyên. Ví dụ như kỳ này có pháp hội, có khóa tu chị đi không? Không biết à, thôi tùy duyên đi. Mình không cố gắng. Nếu mình thật tâm mình ham tu, mình nói tôi bữa đó nhầm cái ngày đi làm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng xin nghỉ, rồi mình vô trong sở mình xin nghỉ làm, hay mình lấy cái ngày bệnh mình nghỉ để mình đi tu, đi học, làm hết tất cả rồi thậm chí được nghỉ, nhưng mà chuẩn bị ra cửa vì mình phải ở nhà, chừng đó mới gọi là, nghĩa là mình không có cố gắng, mình không có ham tu, mình mới nói câu tùy duyên. Còn tùy duyên ở trường hợp là mình làm cố gắng hết sức rồi nhưng mà lúc đó vẫn không thành tựu như ý mình, chừng đó mình mới tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà tâm mình không đau khổ, không hối hận, là bởi vì mình đã làm hết tất cả bằng tâm thành của mình rồi mà không được. Cái đó gọi là bất biến. Bất biến là gì? Là cái tâm. Cái tâm mình bất biến là tâm không có đau khổ, tâm không hối hận vì mình đã làm trọn vẹn những gì mình muốn làm. Cái đó gọi là bất biến, mà tâm bất biến nhưng mà vẫn sống tùy theo mọi cái duyên nó đến. Cái đó gọi là bất biến tùy duyên. Nhưng mà rồi tất cả những gì mình làm mà không được rồi thì lúc đó tùy duyên mà bất biến. Hai câu, nhưng mà hai cái cách, hai cái hạnh,
Ví dụ như là Pháp Hòa, ví dụ như là hồi nãy Hòa Thượng dạy là thôi rảnh để chở Pháp Hòa đi vòng cho biết thì điểm, đúng không? Thì Hòa Thượng dạy mà Ngài có cái lòng đối với mình thì mình đi, mình đi với Ngài ra ngoài bờ biển, Ngài giới thiệu thị điển, rồi thậm chí Ngài còn tấp vô một cái mo gì đây cho coi, cho biết cái cách chở búa gì đây đó, không? Mình tùy duyên, tức là khi việc nó đến, mình không có chuẩn bị trước, không có chương trình đi chơi gì hết cả, đó là tùy duyên. Nhưng mà đi mà không có đau khổ, không có bực bội, không nói trời, ông cụ thiệt tình, thế này thế kia, đó là tùy duyên mà bất biến. Không? Nhưng mà rồi hàng ngày sống cái tâm mình phải vững chãi, bất biến giữa những cái duyên. Ví dụ bây giờ quý vị đi làm về, trên đường về đấy, trời, tôi đi làm về tôi tấp vô chùa nghe pháp luôn, mà nghỉ chiều hôm nay chùa để bàn đồ ăn trên đường, tôi vô cửa là đồ ăn đầy dãy, nghe tôi sẽ ghé tôi ăn ổ bánh mì hay làm gì đó, đi vô thấy toàn chén không, bàn không. Cái đó là phải làm sao? À, phải tùy duyên mà bất biến. Tại vì mình đến đây không phải ăn, mình đến đây với cái mục đích là mình nghe pháp. Nếu có ăn thì tùy duyên, nếu có ăn là mình tùy duyên mà tâm mình bất biến. Tại vì cái quan trọng là mình đã nói rồi, hôm nay mình đi về, đi thẳng tới chùa, đâu phải để cái chương trình mình đâu phải để ghé để ăn. Chương trình của mình là ghé nghe pháp. Nếu mà sẵn có ăn thì mình tùy duyên. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? À, cho nên cuộc sống của mình á, tâm mình phải bất biến giữa những cảnh duyên, cho nên gọi là bất biến mà tùy duyên, phải không? Nhưng mình tạo hết tất cả duyên rồi mà không thành tựu, chừng đó tùy duyên mà tâm bất biến. Hiểu được chỗ đó không? Hiểu được như vậy rồi kiểu nào mình tu cũng được hết, ai sao mình cũng được hết. Cho nên á, Ngài Phổ Hiền á, Ngài có một cái nguyện thứ 9 là gì? Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Thuận chúng sanh không có nghĩa là chúng sanh biểu mình cười, mình cười, biểu mình khóc, mình khóc, biểu mình ngồi, không. Thuận đây có nghĩa là những cái gì thiện lành mình mới thuận được chứ. Con ví dụ như bạn mình muốn đi chùa, gọi phone cho mình nói chị ơi em muốn đi chùa, anh ơi em muốn đi chùa, mà không có xe, nhà anh ở thuận đường với em, chạy ngang đón giùm được không? Cái đó mình nên thuận không? Thuận. Nhưng mà nếu bạn nói anh sẵn anh đi chùa, có đi ngang casino với cho em quá gian. Tại hôm nay là ngày chơi bài của em. Mình không thuận cái đó cũng không có tội. Chứ không phải là thuận có nghĩa là ai biểu mình gì mình làm đấy. Thuận có nghĩa là có những cái người ta có cái nhu cầu học hỏi, mình trợ duyên cho người ta. Cho nên bất biến là cái tâm của mình, cái tâm vững chãi của mình. Bởi vì mình biết gì, cuộc đời này không phải cái gì mình muốn là được đâu, có những cái nó không thuận, phải không? Hiểu như vậy thì tất cả mọi sự đời trên thế gian này, mỗi ngày đều là do duyên hết. Có nhiều khi á, hồi nãy đi thăm một cái vườn rau của cô Phật tử, thì cô có người em ở Canada, cô cũng biết, cô mới nói là cô mới nói tên của người em để mà biết. Cô mới nói thôi sẵn con có cái vườn rau ở đây, thầy ghé thăm. Thì có chị Phật tử chỉ đi theo, chỉ vô chỉ thấy người ta trồng rau sao tốt quá chừng, chỉ trồng nó không lên. Chị mới nói sao con cũng gieo như cô mà con không lên. Thì cô thiếu một gieo hạt, nhưng mà chỉ thiếu một duyên thôi là không có ngâm hạt. Mình muốn cái hạt nó có là trước hết mình phải ủ, mình phải ngâm nó một ngày rưỡi, hai ngày, nó nứt cái mầm mình mới gieo xuống được, chứ không phải cầm cái hạt không gieo xuống. Quý vị thấy không? Muốn trồng cây nhưng mà thiếu một duyên thôi. Đó là duyên gì? Ngâm cái hạt thì nó cũng không có mặt được. Đó. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời này có cái gì chúng ta làm mà chúng ta không phải tạo duyên không? Muốn có duyên là phải tạo. Cho nên mình muốn đi tu không? Khổ thôi. Lúc mình khổ á, tôi về khổ về tôi đi tu cho rồi. Nhưng mà lúc mình vui mình đâu có nói câu đó. Nhưng mà nếu như trường hợp á, mình thấy rằng á, cái con đường xuất gia nó cao đẹp,
mình muốn, nhưng mà đời này mình biết cái nhìn vô cái hoàn cảnh mình thấy cô bộ khó ăn quá, mình thấy phụ tùng của mình còn nhiều quá, thôi thì bây giờ mỗi tháng chùa có tổ chức bát quan trai, tranh thủ lên chùa thọ bát quan trai tháng một lần. Tại vì cái pháp bát quan trai là cái pháp gieo cái duyên để mình xuất gia. Nhưng mà đời này mình xuất gia trọn đời chưa được, thì Phật cho mình xuất gia một ngày 24 tiếng thôi. Thọ 8 giới của người xuất gia 24 giờ, ngày mai hết 24 giờ xả cái giới đó. Nhưng mà nhờ mình gieo cái duyên vậy đó, cho nên mình biết đời sống của người tu là vậy nè, giới luật của người tu là thế này nè. Nhờ mình hiểu như vậy, sống như vậy, cho nên mai chiều mốt nọ nếu được đi xuất gia, cái mình không có khó khăn trong vấn đề thức khuya dậy sớm, trong cái vấn đề theo thời khóa tụng niệm tu học của người xuất gia, vì mình đã gieo lúc mình còn là một cư sĩ rồi. Cho nên muốn xuất gia thì phải gieo duyên xuất gia. Bây giờ mình mới tổ chức xuất gia gieo duyên. Mỗi năm những cái khóa, những cái đạo tràng ta tổ chức 7 ngày, 10 ngày, tháng, 3 tháng gì đó, mình xuất gia gieo duyên tùy theo hoàn cảnh của mình. Ở bên Canada Pháp Hòa tổ chức 10 ngày, mà có những Phật tử đâu đi dự được 10 ngày đâu, vô sinh có ngày thứ 7 à. Người ta tu 10 ngày mà vô một ngày thôi. Hỏi cho không? Dạ cho. Pháp Hòa cho hết. Tại sao? Đã nói là gieo duyên cho Phật tử thì không một cái điều kiện nào của họ có mà mình từ chối. Bây giờ người ta có một ngày được mà mình từ chối thì có nghĩa là mình cắt duyên người ta rồi. Thì thôi, bây giờ ai tu được một ngày cũng quý, Pháp Hòa vẫn cho. Thậm chí có nhiều người vô nửa buổi nữa, sao cũng được hết. Người ta ham tu chứ người ta ham làm gì đó không cho. Cho nên ai tu cũng mừng. Tu nửa ngày, tu một buổi, tu giờ nào Pháp Hòa mừng giờ đó. Mà Pháp Hòa hay đùa tu dùm đi. Tu dùm để hai ý nha. Trời ơi, ông tu giùm tôi chứ tôi khỏe. Ông tu giùm tôi, nhà ông cũng đỡ khổ được. Tu giùm là vậy. Nhiều khi mình sợ người đó quá, nói cho anh ăn giùm tôi, anh tu giùm tôi, anh ở nhà giùm tôi cho tôi nhờ được bữa. Thí dụ vậy, tu giùm tôi bữa, anh tu được tôi cũng mừng. Giờ quý vị hiểu biết tùy duyên bất biến chưa? Tâm mình thì bất biến mỗi ngày để ứng xử mọi cái duyên nó đến. Còn nếu mình tạo những cái duyên gì đó rồi mà cuối cùng không được thì tâm mình phải bất biến giữa những cảnh duyên. Gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Quý vị thấy người ta mặc đồ, quần áo, tóc tai. Không bao giờ tóc tai mà nó có một kiểu đó đâu. Bởi mới gọi là thời trang. Thời trang là gì? Là những trang điểm tùy theo thời. Có một dạo á, hớt tóc cao, đẹp, modern. Qua cái chuông đó bắt đầu để tóc dài thòn, modern. Rồi chẳng những tóc dài mà đừng có chải, để lù phù ra, modern. Phải không? Rồi á, mà hồi ở Việt Nam mình thấy, trời ơi, những con gà đó nó màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó. Rồi bây giờ ở đây nó cũng bắt chước nhuộm tóc con gà. Có những đứa nó làm đường ở trên đầu, nó cạo trọc cái trơn, nó rượn đường, nó nhuộm xanh vàng đỏ y như cái mồm con gà vậy đó. Modern mà, thời trang. Không? Có một dạo á, là quần jean á, là phải ống rộng. Rồi qua cái dạo ống rộng cái ống túm. Qua túm qua rộng cái bắt đầu xé rách. Quý vị thấy không? Nó mua cái quần jean mà 100 đô, 200 đô về mà phải rách nhiều nó mới mắc. Mà ngày xưa ai mà mặc đồ rách chê nhà nghèo. Trời ơi, mặc đồ rách mắc cỡ cũng chết. Kiếm đồ đủ thứ đắp giá lên. Rồi bây giờ qua cái modern đó rồi tới modern rách. Rồi bây giờ qua cái modern rách giờ tới modern xệ. Quý vị thấy nó mặc cái quần không? Trời ơi, thiếu điều muốn tuột xuống vậy đó. Mà không tuột, không modern. Rồi hồi ở Việt Nam mà người mình nhà nghèo mặc quần mà không có tiền mà mặc tới nó lưng lửng là mắt người ta cười. Nói trời, mày nghèo mặc quần chó táp không tới. Mà bây giờ nó có tiền nhiều lắm mà nó vẫn đi kiếm đồ chiếu giải nó mặc như thường. Đó là thời trang. Thời trang nghĩa là những trang sức tùy theo thời. Đó, tùy thời đó, thời nào mặc theo thời đó. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên á,
tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên rất là hay. Đó là một cái pháp tu để cho cái tâm của hành giả. Quý vị nhớ mình là hành giả chứ không phải học giả. Học giả là những người chuyên nghiên cứu học, nhưng mà chúng ta cần làm hành giả nhiều hơn là học giả. Bởi vì có hành mới có hết khổ, còn mình không có hành là không có hết khổ đâu. Rồi, hiểu được chỗ tùy duyên bất biến rồi ha. Mô Phật. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Con xin được hỏi, vô ý phạm lỗi và cố ý phạm lỗi, vậy hai điều lỗi trên chúng con có đứng trong năm tội ngũ nghịch và là trọng tội không? Thưa đại chúng á, cái gì chúng ta làm mà không có cố tâm, cái đó gọi là lỗi. Còn nếu chúng ta cố tình làm gọi là tội. Ví dụ mình mở cửa ra lỡ đụng người kia, mình nói xin lỗi chứ không phải xin tội, phải không? Vì mình sơ ý mà mình mở cửa mình đụng người ta. Mình làm việc gì mà mình không có cố tâm thì đó là lỗi. Còn nếu mình cố ý, mình thấy người đó đang đứng khom khom và giả bộ đi ngang, hất một cái cho người đó chúi nhủi chơi vậy đó, cái đó gọi là tội. Lỡ người đó ta chúi nhủi, ta gãy cổ người ta, gãy tay gãy chân người ta, mình tội, mình cố ý mình làm. Đó là giữa hai cái tội và lỗi. Vậy thì trong cuộc sống của mình á, mình phạm gì nhiều hơn, lỗi hay tội? Lỗi nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không có chỉnh cái lỗi đó thì lâu ngày thành gì? Tội. Lỗi thì sơ ý, nhưng mà đã sơ ý thì phải cẩn thận. Mà nếu mà không cẩn thận mà để cho nó tiếp diễn hoài thì lâu ngày cái này thành tội. Bây giờ thành tội gì? Tội cố ý không chỉnh lỗi. Biết lỗi mà không chỉnh. Cho nên nhà Phật á, cái sám hối của nhà Phật nó khác hơn cái xin tội của người khác. Người khác ta xin tội là làm tội đi, rồi vô trong đó nhờ một cái đấng nào đó giải tội cho mình. Phật giáo không có cách đó. Mình không cần phải xin ai cả, không có ông nào đủ thẩm quyền để tha tội cho mình cả. Mà cái mình muốn thật tâm mình hối cải thì tự mình phát nguyện không làm nữa. Cho nên phương pháp sám hối không có nghĩa là mình lại cho thật nhiều để rồi Phật thấy thương mình, Phật tha tội đó cho mình. Nhưng mà cái thời gian mà dụng công mà lại như vậy để mình giảm đi cái thời gian mình tạo nghiệp. Thí dụ như một cái thường ngày giờ đó là mình tạo lỗi đó, tạo tội đó, thì giờ phút mà chúng ta tụng một thời kinh 1 giờ 2 giờ là giúp cho mình giảm nghiệp được 2 tiếng. Và đồng thời khi chúng ta tụng đọc những cái lời đó, nó thấm nhuần trong tâm mình và chúng ta nguyện giảm đi những cái lỗi lầm từ nay về sau. Cái trước là nó đã thành tội rồi thì không nói. Mình ăn năn đó, cái lỗi trước đó mình chưa phát nguyện, phần từ nay về sau mình không tiếp tục mình làm. Cho nên hai cái thường ngày á, chúng ta phạm lỗi. Nhưng nếu tu mà có chánh niệm thì nhận ra cái lỗi của mình để mình chấm dứt hay mình giảm nó đi thì cho cái tội mình nó bớt. Còn lỗi mà cứ tiếp tục làm hoài, không phát tâm lập nguyện giải trừ nó thì bây giờ bắt đầu thành tội. Đó là Pháp Hòa nói hai chỗ tội lỗi phía trước. Và câu hỏi thứ hai là nó có phải là nằm ở trong cái tội ngũ nghịch không? Dạ thưa không. Ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch là năm cái tội lớn. Nếu ai phạm vào thì mới nằm, nếu mình phạm một trong năm cái này thì mới thuộc về ngũ nghịch. Thứ nhất là mình giết cha. Thứ hai là mình giết mẹ. Thứ ba là mình giết một bậc tu hành đã chứng đắc gọi là A-la-hán. Thứ tư là mình làm thân Phật ra máu.
đời này không có Phật làm ra máu thì mình phạm cái tội là do sân si mình đập tượng Phật đó, đập phá tượng Phật đó, phá chùa phá miếu đó là thuộc tội ngũ nghịch hết đó. Thứ năm là gì? Phá hòa hợp tăng, tức là một đoàn thể tăng người ta đang hòa hợp, mình lợi mình chọt để cho họ tan rã hết, cái đó có cái lỗi, có cái tội, thì cái đó gọi là ngũ nghịch. Thí dụ như đáng lý ra bản chất của tăng là hòa hợp. Đây quý vị ngồi đây, chúng ta đang ngồi đây là chúng ta là một đoàn thể, là một sanh ga, là một tăng. Bởi vì chữ tăng là gì? Chữ tăng già nghĩa là hòa hợp thanh tịnh. Mình sống có hòa hợp, sống có thanh tịnh. Cho nên mình thấy ai bất hòa mình còn khuyên người ta giải hòa mà. Thì huống chi là mình đi chọt để cho người, cái chỗ đó người ta bất hòa. Không nên. Và đặc biệt là đối với một cộng đồng người xuất gia tu học, mình phải làm mọi cách để cho cái đoàn thể đó người ta sống trong một cái bình hòa với nhau. Cuộc đời này đau khổ nhiều lắm rồi, đắng cay và mệt mỏi, thì chúng ta đừng có góp phần tạo thêm nó những cái rối rắm nữa. Cuộc đời này nó đã quá rối rắm mà chính bản thân mình cũng quá nhiều cái rối rắm, thì tại sao chúng ta không tỉnh giác để giảm thiểu đi những cái rối rắm đó cho nhau mà tạo thêm chi cho cái rối rắm nữa. Thưa đại chúng, là sổ từng cái dây kết ra là khó, chứ muốn nó thành nùi dễ lắm. Trộn hồi là nó thành nùi, mà khi mà nó thành bột nùi rồi là muốn gỡ ra mất biết bao nhiêu công sức. Thì tại sao cái mà nó đang thẳng tốt mình lại quấy trộn nó lên? Cho nên không nên làm như vậy. Cho nên là mình cố gắng cái gì trong phạm vi của mình thì mình hàn gắn. Cho nên cái tinh thần của Phật tử là phải học cho được một cái tinh thần của hoa sen, đó là trừng thanh. Đi tới đâu là làm cho chỗ đó trong sạch tới đó. Như sen trồng trong hồ, trong bùn nhơ, mà sen có khả năng lắng bùn, đặc biệt với bùn nhơ vậy đó, mà trồng sen vô rồi là sen làm cho nước bùn lắng xuống và nước trong lên. Cho nên mình phải dùng cái hoa sen làm biểu tượng cho đạo Phật, chứ đâu phải bình thường. Hoa sen là biểu tượng cho đạo Phật. Biểu tượng bằng cách nào? Biểu tượng bằng cách là mình, hoa sen có những đức tánh mà chúng ta phải học theo. Trong đó có một đức tánh là trừng thanh. Người Phật tử đi tới đâu thấy người ta gây gỗ, phải khuyên lơn để làm cho cái chỗ đó lắng xuống, chứ không có chọt thêm. Mình chọt thêm làm cho nó rối lên nữa là có cái lỗi đó. Và người Phật tử phải học cho được một cái hạnh của sen. Đó là gì? Đó là thanh lương. Thanh lương là gì? Là mát mẻ. Trời nóng chang chang nhưng mà hoa sen không héo gì nắng. Cũng như thế, cuộc đời dù có như biến đổi thế nào, nóng bức cỡ nào, phải giữ cho cái thái độ mình nó thanh lương. Đâu phải dễ. Cho nên Phật ngồi hoa sen, đi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Mình giờ lá sen cũng không đứng nữa, làm sao? Dạ được chưa? Bạch Thầy, con xin hỏi cha mẹ con đã mất. Con đã quy y cho cha mẹ con ở chùa, thờ cha mẹ con ở chùa. Nhưng có điều này con muốn hỏi Thầy. Mỗi năm tới ngày giỗ như vậy, con nên cúng đám giỗ cha mẹ ở chùa tốt hơn hay là con cúng đám giỗ ở nhà? Có vấn đề gì không? Thưa đại chúng, trước hết là nói vấn đề cúng giỗ. Giỗ là gì cúng? Giỗ là giống như cái ngày kỷ niệm. Người còn sống thì sinh nhật, người mất thì giỗ. Mình còn sống thì tới ngày sinh của mình sinh nhật, phải không? Nhưng mà phương Tây thì người ta chú trọng sinh nhật,
phương Đông thì chú trọng ngày giỗ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ông bà cha mẹ mất rồi mà chúng ta không tạo một cái phương tiện gọi là cúng giỗ thì con cháu dần dần sẽ quên hẳn gốc rễ tâm linh của mình, tổ tiên của mình. Cho nên giỗ là một phương tiện tạo ra hầu kết nối con cháu lại mỗi năm một lần, và đồng thời nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn. Cái giỗ đó mới là cái ý chính. Còn cái chuyện ông bà có về ăn hay không, cái chuyện đó mình không biết. Mà thí dụ mà mình bày ra mà ông bà từ trong cái hình mà đưa tay ra mà ngồi ăn, nó dám gì mình dám gì mình ngồi đó mình mình enjoy không, nhìn không, chụp hình không, chắc là chạy lẹ phải không. Cho nên á, phải hiểu được cái ý nghĩa cúng giỗ thì chúng ta cúng giỗ mà không phiền hà, cúng giỗ mà không khó khăn, mà cúng giỗ mà không có chỉ trích hay là bị chỉ trích mà mình không hiểu được. Mình làm cái gì mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình làm bằng cả cái tâm chánh tín của mình và không bị người khác chỉ trích mê tín, và chúng ta không bị người khác lay động bằng những cái từ ngữ của họ, bằng những lời nói của họ. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa cúng giỗ. Người sống anh sinh nhật, sống anh sinh nhật, mà nếu nói là mừng sinh nhật mình nói là mừng sinh nhật chứ nói đúng ra ngày đó là ngày mình thêm tuổi, thêm già, thêm tới gần chỗ chết, có gì mừng mà sinh nhật. Nếu nói đúng nghĩa là vậy, ngày đó mình thêm một tuổi, mà thêm một tuổi là thêm già, thêm bệnh, gần tới ngày quy tiên, có gì mừng mà mừng sinh nhật. Thành thử ra không sao, muốn nói gì nói, nhưng mà gọi là nếu mà định nghĩa mà giải thích là vậy. Rồi bây giờ cái vấn đề là trong vấn đề là chúng ta cúng giỗ thì mình hiểu được cái ý nghĩa cúng giỗ là một phương tiện ông bà tổ tiên mình lập ra để chúng ta không quên cội nguồn. Nhưng mà cái cúng giỗ nó không nằm trong đạo Phật. Cúng giỗ không có nằm trong đạo Phật. Cúng giỗ là một phong tục đẹp của người Việt, của người Á Đông. Nhưng mà đạo Phật đi tới đâu cũng đều hội nhập được với cái truyền thống của mỗi quốc gia. Cho nên đạo Phật hội nhập được với cái truyền thống cúng giỗ của dân tộc Việt Nam, của Á Đông. Chớ cúng giỗ không phải của đạo Phật. Cho nên dù anh có tin đạo gì đi nữa không cần biết, anh có quyền cúng giỗ, bởi vì đó là một truyền thống đẹp của người Việt. Nhưng mà đạo Phật hội nhập được với cái ý nghĩa đó, cho nên chúng ta chế tác ra một nghi thức cúng, có kinh kệ tụng niệm gì đó, hầu nhắc nhở con cháu trong vấn đề hướng thượng hướng thiện. Vì vậy cho nên mình cúng giỗ ở chùa hay cúng giỗ ở nhà không có sao cả, thuận đâu cúng đó. Nếu mà mình thấy rằng mình không có thời gian tổ chức, không có để nấu nướng, về chùa xin cúng giỗ rồi thông báo cho con cháu, để con cháu cùng nhau về chùa cúng giỗ và nhắc nhở lại cái hình ảnh của ông bà cha mẹ. Tại sao chúng ta thờ trên bàn linh mà thờ cái hình? Ngày xưa thời trước không có hình thì thờ bằng cái linh vị, bằng chữ. Nhưng mà ngày nay chùa Việt Nam tất cả đều thờ hình, trừ người nào không có cái hình thì mới để cái chữ. Tại sao không để chữ mà để hình? Vì cái hình đó mai mốt con cháu mình cái thời sau nó không biết ông đó là ai, mình chỉ nó, mình nói ông đó là ông nội con, ông ngoại con, thì tự nhiên cái hình ảnh nó đi vô trong cái tàng thức nó. Mai mốt mình nhắc tới hình ảnh ông nội ngoại thì ông nội ngoại hiện ra trong tâm nó. Và hết đời của mình rồi, nó nhìn cái hình này nó còn biết ông này là ông nội, ông này là ông ngoại. Chứ nếu như trường hợp, nếu như trường hợp mình không để thì để hình trong album thì mai mốt nó dở ra nó không biết ông này là ai cả. Nhờ mình để trên bàn thờ mình chỉ nó, ông này thì mai mốt hết đời mình đi bán muối rồi, nó ở nhà nó còn biết đường. Nó còn biết đường để nó biết ông này là ai, bà này là ai. Cho quý vị cúng ở đâu cũng được,
Cái quan trọng là mình phải biết ý nghĩa. Rồi người ta có chỉ trích mình, người ta nói tầm bậy, mê tín, chết mất đời rồi còn sống ở đâu mà ăn mà cúng. Tôi đâu có phải không biết chuyện đó. Tôi đâu phải tôi không biết cái chuyện đó. Nhưng mà tôi bày đây là một phương tiện, một phương tiện để mà kết hợp, một phương tiện nuôi dưỡng cháu con. Cho nên quan trọng là cái cách tổ chức cúng dỗ của mình đừng quá rườm rà để tạo ra cái đề tài cho người ta chỉ trích mình mê tín. Cúng làm sao gọn gàng, thậm chí không nấu được thức ăn, chén chè, dĩa xôi, dĩa trái cây, bình trà gì cũng được cả, miễn làm sao mình nói lên được cái ý nghĩa của cái ngày dỗ đó là được. Cho nên ngay cả Phật tử mình tu mà không biết cách đó, mình làm một hồi cũng đủ làm đề tài cho người ta chỉ trích mình nữa. Ngay cả chuyện ăn chay rồi này kia, đi chùa tụng kinh rồi vậy đó, cái gì cũng đổ thừa cho Phật quở, Phật phạt, tội. Rồi riết rồi người ta vô chùa, người ta không dám làm gì, tại nhúc nhích kiểu gì cũng tội hết. Giờ đạo Phật rảnh quá, rảnh quá, ngồi rảnh coi ai có tội bắt tội. Thành thử Phật tử tin Phật mà tin không có đúng, mình tạo thành một hồi Phật là cái ông thần, Quan Âm là bà thánh, để mà bắt tội bắt lỗi mình. Đừng có cái đó, không có tội lỗi gì cả. Thí dụ bây giờ quý vị vô chùa đó, quý vị lỡ đi ngang bàn Phật mà quý vị chỉ chỏ tay lên hình Phật, nói Phật này Phật kia, nói đừng có chỉ tội, đừng có chỉ tội, mình có giết người cướp của đâu mà tội. Bây giờ Pháp Hòa muốn chỉ cho cái đứa nhỏ nó biết tượng Phật Di Đà rồi sao chỉ? Không cho chỉ là nói sao? Nó là thầy Phật Di Đà là Phật nào? Không cho chỉ, đưa tay lên chỉ tội. Trời Phật ơi, Phật đâu có rảnh mà bắt tội chuyện đó. Nếu mà Phật mà có thể mà nói được nó I'm here thì mình khỏi chỉ. Còn giờ Phật ngồi Phật không nói gì hết thì mình phải buộc lòng mình nói Phật này là Phật Di Đà. Nhưng để tỏ lòng tôn kính, thay vì mình chỉ như vậy thì mình đưa nguyên bàn tay vậy nè, nói đây là Phật. Thí dụ mình giới thiệu ai cũng vậy. Thí dụ ta đứng trên đây nè, tôi xin giới thiệu đây là anh Nguyễn Văn Sòi, pháp danh là Diệu Cát. Sòi Cát. Thì cái lịch sử á, lịch sử là mình đưa cái tay mình giới thiệu, chứ không chỉ ông này tên là Sòi, phải không? Thì cái đó là cái truyền thống của mình, cái cách lịch sự của mình, nói chuyện không chỉ chỏ thôi, chứ như mình muốn giới thiệu ai thì mình đưa tay ra mình giới thiệu vậy. Chứ còn bây giờ nói chuyện mà không cho chỉ làm sao? Muốn biết cái gì chỉ, nhưng mà mình phải có cái cách vậy thôi, chứ không hề tội lỗi gì cả. Mình đâu có làm cái gì mà giết người cướp của đâu mà gọi là tội. Rồi mình cứ đi làm nói những cái chuyện đó riết rồi cái thì đủ đề tài cho người ta nói đạo Phật là vậy đó. Rồi người ta riết ta cũng sợ đạo Phật luôn, tại vì thôi thà tôi không biết gì hết cơ bộ tôi đỡ phiền, tôi biết nhiều quá giờ cái gì tôi cũng tội hết. Phải không? Thành tự do cái cách mình không biết. Cho nên Pháp Hòa nói Phật tử phải chịu khó nghe Pháp, nghe xong tư duy, quán chiếu cái điều đó như thế nào, rồi chúng ta hành xử ứng dụng trong đời sống hàng ngày cho nó đúng, để người ta không làm cái đề tài để chỉ trích mình được. Ví dụ như giờ người ta mua giấy tiền vàng bạc về người ta đốt, mà ngộ cái gì cũng gắn vô đạo Phật hết á, cúng tam tai, cúng hình nhân thế mạng, đốt giấy tiền vàng bạc cũng kêu của đạo Phật, hãy thấy chỗ nào có nhang đèn kêu đạo Phật. Trời tội nghiệp ghê vậy đó. Giờ quý vị hiểu được cái ý nghĩa cúng dỗ ha. Và chúng ta cúng ở đâu cũng được, cúng như thế nào để nói lên được cái tinh thần hướng dẫn cho các con của mình. Ví dụ như mình muốn cúng phải không, tuần sau hết giờ rồi hả? Ví dụ mình muốn cúng, mình báo cho các cháu, các con biết tuần sau là ngày kỷ niệm. Nó không hiểu chữ dỗ, mình nói tuần sau là ngày kỷ niệm ông nội mất đúng 2 năm 3 năm, gia đình có làm cái bữa kỷ niệm đó, con nhớ về. Thì về mình làm sao cho đơn giản, mình chỉ cho nó, mình dạy cho con mình.
thật là đơn giản thôi. Để mai mốt mình chết đi rồi nó còn biết nó cúng. Chứ mình bày trời ơi chỗ này mâm chỗ nọ mâm, bắt nó ra trình thổ địa, bắt nó xây vô trình thổ thần. Nó nói thôi con khỏi trình ai hết trơn cho nó khỏe, con theo tay đi. Quý vị thấy không? Là do mình không có tạo được một cái điều kiện để hướng dẫn cho nó. Cho nên con nít mà nó đi chùa đó, đừng có bắt nó ngồi tụng kinh 2 tiếng 3 tiếng kiểu của mình. Nó tụng xong lần rồi nó nói thôi má cho con tụng má luôn. Một thời kinh ngắn gọn để cho nó hiểu được cái lễ là được rồi. Còn bữa nào nhớ thời kinh nào chùa dài quá, cho nó vô lễ Phật chút xíu rồi cho nó ra đi. Bắt nó ngồi đó một hồi là lần không có lần thứ hai đâu. Câu kế: con xin hỏi ngày xưa còn bé, con có theo cha mẹ đi chùa và quy y có pháp danh, nhưng không nhớ sư phụ pháp danh gì, có được quy y lần nữa không? Cái chữ quy y lần nữa là quy lại đó, nó không có nghĩa là mình lừa thầy phản bạn. Nhưng nếu ở trong những cái trường hợp, thứ nhất là chúng ta đã quy y hồi quá nhỏ, cha mẹ dẫn đi chùa, cái tâm thức mình chưa có nhận biết, cho nên cái khi mình đọc lên cái pháp quy y hồi nhỏ, bây giờ mình không có cái ấn tượng gì cả. Trường hợp này chúng ta quy y lại. Quy lại đây có nghĩa là để giây phút đó tự miệng chúng ta tiếp nhận pháp tâm quy bằng trọn vẹn cái ý thức của mình, và mình nói lên cái pháp tâm quy, cái mong cầu thỉnh tam bảo nơi tâm mình. Pháp danh mình biết, nếu mình biết pháp danh của mình, vẫn giữ pháp danh cũ. Nhưng mà chúng ta phải tự mình nói lên cái điều tam quy đó, và đích thân mình tiếp nhận cái giới. Thầy truyền giới hỏi, đây là giới thứ nhất: không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, quý vị có thể giữ và tu học được không? Thì mình đáp dạ mô Phật giữ được. Cái khi mà thầy truyền giới thầy nói cái đó, tức là thầy truyền cho mình, và khi mình tiếp nhận và giữ được, tức là mình tiếp thầy truyền giới, mình tiếp nhận giới, cái pháp quy y nó thành. Bây giờ á, mình ý thức, nhưng mình qua chùa Tây Tạng mình xin quy y, hiểu tiếng Tây Tạng không? Hiểu không? Vậy thì mình quy y bên Tây Tạng có thành không? Không thành. Mình có biết cái gì đâu mà tiếp nhận. Ông thầy ta rù 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 rù, mình cứ rù rì theo, rồi mình có hiểu gì đâu. Cho nên mình là người Việt, phải quy y ở chùa Việt, để cái pháp tâm quy đó, thầy nói quy y Phật, con xin nương Phật là bậc thầy giác ngộ của con, hay là con về nương tựa Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Thì mình nghe cái câu đó mình hiểu, mình tiếp nhận, pháp tăng quy nó mới thành, truyền ngũ giới nó mới thành. Thí dụ bây giờ thậm chí mình là người Việt chất nè, đi qua chùa người Hoa quy quay di sam phụ, hiểu không? Không hiểu. Sầu ủng cai là cái gì? Con chỉ biết sầu cải làng thôi đó. Cho nên mình là người gì, mình phải nói cái tiếng đó của mình, thì cái đó nó mới đưa trong tâm thức mình được. Chứ hồi nhỏ mà quy y không biết gì hết. Cho nên những đứa nhỏ bây giờ mình dẫn vô chùa quy y là mình gieo duyên cho nó thôi. Rồi mai mốt nó lớn lên mình giải thích cho nó, hoặc mình dẫn lên thầy cho thầy giải thích cho nó, để nó tiếp nhận cái pháp tâm quy đó trở lại. Cho quý vị quy y lại trường hợp này là không được. Ví dụ như mới tháng rồi mình quy y với thầy kia xong hết rồi, tháng sau mình gặp thầy này famous hơn, nổi tiếng hơn, nói tôi quy y lại là không được. Bởi vì khi mình quy y đâu phải quy y ông thầy, mà mình quy y tam bảo, là tam bảo là tam bảo chung. Thầy nào truyền mình cũng giống nhau à. Mà mình khởi cái tâm phân biệt thầy này, thầy kia, thầy giỏi, thầy dở đó, là mình đã không thành rồi. Cái trường hợp đó là không được. Còn cái trường hợp hồi nhỏ mình quy quá nhỏ rồi không biết gì hết, thì lớn lên phải quy lại.
Chữ quy lại để làm gì? Để tiếp nhận cái đó một cách từ nơi tâm thức cầu cẩn, cầu xin của mình, để cái pháp đó nó thành. Vậy thôi. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị, rồi bây giờ mình quy y mà sư phụ mình hồi nhỏ mình không biết, thì mình có thể nương một vị thầy ở cái địa phương mình đang sống đây. Ví dụ quý vị ở đây, quý vị nương hòa thượng đây, thì hòa thượng đây dù không quy y cho mình, nhưng hòa thượng là người trực tiếp hướng dẫn Phật pháp cho mình, thì hòa thượng trở thành ra y chỉ sư cho mình, giáo thọ sư cho mình. Vì sư phụ đó, nó có nhiều, thầy mình nó có mấy hạng lắm. Thầy xuất gia cho mình là thế độ bổn sư. Thí dụ như giờ Pháp Hòa xuất gia với một hòa thượng, nhưng mà hòa thượng chỉ giúp cho mình xuất gia thôi, mà hòa thượng không có giải pháp, thì hòa thượng mà cạo đầu xuất gia cho mình là thế độ bổn sư. Rồi Pháp Hòa đi cầu giới với một vị hòa thượng khác, thì hòa thượng đó gọi là gì? Truyền giới bổn sư. Thấy không? Rồi hòa thượng kia dạy cho mình giáo pháp gì là giáo thọ. Tức là một đời mình nhiều thầy lắm, chứ không phải chỉ một thầy. Nhưng mà thầy nào dạy cái gì mình rõ ràng như vậy. Cho nên nếu mà ai khởi cái tâm, ví dụ như đã quy y rồi hết trơn rồi, mà tự nhiên giờ thấy thầy khác thích người, quy lại là không được. Còn trường hợp hồi nhỏ mình không hiểu biết gì hết, giờ quy lại là đúng. Nhưng mà nếu biết pháp danh thì giữ lại pháp danh đó. Còn nếu mình không biết gì nữa hết, chỉ biết là có quy rồi vậy thôi, thì buộc lòng phải làm lễ lại để mình có cái pháp danh. Vậy thôi. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Pháp Hòa nói chỗ nào mà Pháp Hòa nói dở mà chưa có rõ thì xin đại chúng cho biết để cố gắng nói rõ hơn. Giờ chỗ này được chưa? Rồi. Cái câu này hay nè. Từ lúc con quy y Tam Bảo, con không thấy lỗi của con mà chỉ thấy lỗi của người khác. Này hay đó. Này là thành thật. Khi mình tu á, mà mình thấy được cái lỗi của mình là đã quý rồi đó. Mình thấy được cái lỗi của mình là, cái lỗi của mình là thích thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, là hay rồi. Là chánh niệm nè, là một nè, là thành thật khai báo nè. Nhưng mà vì sao như thế? Vì khi mình tu là mình phan duyên và mình chấp pháp, chấp ngã. Hồi sáng qua giải cái chữ chấp pháp đó, thấy ai làm cái gì cũng chấp, đó là mình chấp pháp. Cho nên khi mình tu á, mình thấy được cái lỗi mình nhiều hơn là mình tu khá. Còn mình không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người là mình khá. Con điểm là khá thấy mình dấp cái chỗ đó mà không chỉnh được cái chỗ đó thì là mình dở. Dở có phần, giỏi có chỗ. Giỏi ở cái chỗ là mình thấy được điểm đó. Nhưng bây giờ thấy rồi thì không thể để yên nó như vậy. Giống như mình thấy con mình mà sau lúc này nó dở cái chỗ này quá liền, không thể để yên mà tìm cách cứu nó. Thì đứa con này là gì? Là cái phiền não, cái chính đứa con phiền não của mình nè. Quý vị nhớ mình có con nhiều lắm nha. Người ta hỏi anh được mấy con rồi, nó dạ được hai con. Hai con có hai con chủng tử. Còn trong này một đống con luôn. Tham là con, sân là con. Cho nên những đứa con này của mình nhiều lắm. Ráng đổ nó. Nó cứ thò tay nó khiều người ta hoài. Nó cứ lấy mắt nó ngó người ta hoài. Thì mình phải đổ nó trở về. Khi mà mình tu á, và mình nhớ rằng bây giờ người muốn sửa cái lỗi này thì sao? Phải học theo Ngài Ấn Quang à. Thấy tất cả xung quanh mình là Bồ Tát, còn mình đây là phàm phu. Đây là Ngài Ấn Quang dạy. Ngài Ấn Quang dạy chúng ta là mình là phàm phu, xung quanh mình là Bồ Tát. Cho mình thấy ai cũng là Bồ Tát thì tự nhiên mình giảm đi cái chỉ lỗi. Và nói tại sao cái anh này làm lỗi? Đừng nói vậy. Mình nói là à, đây là Bồ Tát mà Bồ Tát nghịch. Bồ Tát có hai dạng. Bồ Tát nghịch, Bồ Tát thuận.
Người mà làm toàn những chuyện tốt để cho mình học thì cái đó gọi là Bồ Tát Thuận. Người chuyên làm những điều sai để cho mình ngó nhìn để học. Học cái gì? Học cái vĩnh viễn chừa, đừng làm cái đó. Đó là Bồ Tát Nghịch. Còn nếu mình thấy mình là phàm phu thì mình phải cố sửa. Cho nên có vị mới nói là sao? Càng tu càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình dở. Mình học nhiều chừng nào thấy mình dốt chừng đấy. Tại vì hồi xưa giờ mình nghĩ mình biết nhiều, mà rốt cuộc càng học mình mới thấy cái biết của mình chẳng là bao nhiêu hết. Cái đó là quý quý. Còn mình học làm sao mình thấy mình đủ rồi, mình giờ là số 1 rồi, nhức nhối rồi, thì cái này mình không bao giờ tiến bộ. Cho nên vì mình chấp ngã là mình đúng, cho nên mình mới chấp pháp là chấp những người xung quanh. Là hai cái chấp nè. Cái người này lọt vào hai cái chấp, vừa chấp ngã vừa chấp pháp. Mà người tu mà đụng đâu chấp đó, đó là dính đó. Chữ chấp nghĩa là mình dính mắc vào đó đó, khổ lắm. Bây giờ Pháp Hòa hỏi nè, không cần trả lời, không cần dơ nó, tôi đây. Mình chỉ đặt câu hỏi là một người mà chỉ toàn thấy lỗi người khác, người này có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc, phiền não lắm, khổ lắm. Cho mình bao nhiêu ngày nay mình thấy mình phiền não, mình khổ rồi, thì bây giờ phải làm gì đây? Mình phải tìm cách giải cái khổ này đi, đừng để nữa. Trong kinh đó, có một bài kinh đó, gọi là kinh soi gương. Cái kinh này á, tiếng Hán gọi là tư lượng. Tư nghĩa là tư duy, lượng là so sánh, và lượng là tức là mình lượng lại cho mình, nhìn lại mình, thì tiếng Việt dịch là soi gương. Thì trong kinh này có nói một câu như thế này: như một người nhìn xuống hồ nước trong, thấy mặt của mình dơ thì tự biết lấy đồ chùi để cho cái gương mặt mình được sạch. Đây là người biết nhìn mình để phục thiện, làm đẹp lại mình. Nếu như trường hợp mình nhìn vô nước mà thấy mặt mình sạch thì phải nói được rồi, tốt lắm, mặt tôi rất sạch, và hoan hỷ với điều đó và tiếp tục như vậy. Cho nên nếu mình nhìn vô cái mặt hồ nước mà mình thấy mình lỗi như dơ mặt thì phải tìm cách lau chùi nó đi, chứ đừng để nó. Vì mình chấp ngã, chấp mình là số 1, chấp pháp là pháp những người xung quanh dở. Mình thấy mình giỏi, mình thấy người dở là tự nhiên mình sanh khổ, sanh phiền não. Bây giờ thí dụ về thấy, mình thấy người khác dở mà mình có giúp họ chỉnh cái dở đó không? Hay là mình chỉ thấy người ta dở để rồi mình cười, cái đó là sai. Còn nếu mình thấy người ta dở, mình không có khả năng gì mình giúp hết, thì tại sao tối ngày mình đi nhìn chi để rồi mình khổ? Nếu mình thấy họ dở mà mình có phương pháp nào để mình giúp cho họ chuyển hóa thì cái này là thật tu. Tức là mình thấy lỗi người mà giúp cho người sửa lỗi. Cho nên thật sự ra đây là một cái công án cho mình tu. Và nếu mình thấy thật sự là rất tốt, nếu mình thấy chỉ thấy được cái điều này là mình đã có một cái chánh niệm rồi, khá vững để mình thấy được những cái điều này. Nhưng mà chỉ mới thấy thôi. Thấy là gì? Mình chỉ đứng ngoài cửa mình thấy vậy đó. Và mình phải làm gì? Ví dụ như mình nói lúc này tôi thấy con của tôi nó cứ đi khuya hoài, nó không chịu học hành vậy, thôi kệ nó đi, nó muốn làm gì làm, hay là không được. Mình phải điều tra coi con mình nó làm sao như vậy. Thí dụ như mình thấy một người bạn mình lỗi thì mình có phương pháp nào giúp bạn không? Đây là thiện tâm thiện chí của mình. Còn nếu mình thấy người ta lỗi để mình chỉ trích hay là mình chỉ để cười chê thì không nên. Và quý vị nhớ như vậy, khi mình đưa một ngón tay mình chỉ lỗi người khác thì ngay cái giây phút mình đưa một ngón tay chỉ thì ba ngón khác nó chỉ lại mình. Hồi đó con em đó, nó cứ trong chùa nó cứ phiền hà, nó chỉ người này nó phiền người nọ. Có một bữa Pháp Hòa đang bận mà nó cứ phiền mình vậy. Pháp Hòa dẫn lên chánh điện mà nói giờ con co tay con chỉ coi. Rồi Pháp Hòa chụp cái tay nó và nói nè, một ngón chỉ người khác mà ba ngón nó chỉ lại con. Nhiều khi mình á lo chỉ trích người khác thì cũng có ba người khác thấy cái lỗi của mình ta chỉ trích là mình không thấy thôi.
Con có thấy ai nói gì đâu, người ta dám nói hả? Tại vì người ta không nói, sợ mình giật người ta thôi. Thành thử ra cẩn thận cái chỗ đó thì nó vẫn hơn. Xin cho con khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Kính thưa Thầy, làm thế nào để tâm và thân được an lạc? Nãy giờ mình nói những cái điều này nó liên hệ tới thân tâm an lạc. Mình giảm được những cái đó là tự nhiên thân tâm mình an lạc. Sở dĩ mình thấy, bây giờ mình thấy lỗi người ta, cái miệng mình phải nói, cái thân mình phải hành động là thân không an. Và từ nguồn cội nào để mình có những cái đó? Vì tâm mình không lạc. Cho nên á, có nhiều vị sẽ nói gì? Tôi không có đi chùa, không có ăn chay gì hết, tôi tu thân, tôi tu tâm, tôi nhà tôi tu tâm. Trời ơi, tu tâm là một quá trình ghê gớm lắm, chứ đâu phải bình thường đâu. Cho nên là biết tâm mình ra làm sao để tu không? Mình không biết tâm mình sao, sao mình chỉnh. Cũng giống như đem chiếc xe tới gara mà không biết cái xe nó hư cái gì rồi sao bỏ tiền ra sửa được. Phải biết cái xe nó hư cái gì mới sửa được. Thì mình muốn tu tâm thì phải hiểu tâm mình nó hư cái gì mà chỉnh. Ví dụ như những người mà ta đi chùa, tôi không có giống mấy người đó, đi chùa cho cố vô, giữ muốn chết, bà Tám muốn chết. Ví dụ vậy đó. Cho nên là thưa đại chúng, là chuyện tu thân tu tâm là chuyện của người Phật tử hàng ngày. Giờ muốn tu thân tu làm sao? Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, ba giới của thân, bốn giới của miệng, không nói dối trá là chuyện có nói không, chuyện không nói có, không nói hai lưỡi là không đâm bì thóc chọc bì gạo, nói lưỡi hai chiều để người này gây gỗ xích mít người kia, không nói lời ác khẩu nghĩa là chửi rủa mắng xả người ta, không nói lời vô ích là nói những điều không có lợi ích cho sự tiến bộ tu hành. Miệng có bốn lỗi tu cái đó. Bốn lỗi đó là gì? Nói dối là chuyện có nói không, không nói có. Nói lưỡi hai chiều là đâm thọc. Nói lời thô ác là chửi rủa. Nói lời vô ích nghĩa là nói những điều vô ích cho tất cả sự học hỏi của người. Ý có ba điều phải tu là tham, sân, si. Muốn bớt tham thì phải bố thí. Muốn giảm sân phải quán từ bi. Muốn bớt si phải tu trí tuệ. Chứ Phật dạy cách tu hết. Người Phật tử nào mà thọ tới thập thiện giới đó, hay là hàng ngày ráng giữ 10 cái điều này đó, nhà Phật gọi là tu thập thiện. Còn nếu ngược lại mình làm 10 cái này gọi là thập ác. Mà nếu tu thập thiện nghĩa là nguyện làm điều lành, trừ thập ác là dứt điều dữ, giúp đỡ mọi người là độ chúng sanh, vậy thì chẳng phải là hạnh của người Phật tử sao? Cho giờ muốn thân tâm an lạc thì cố gắng tu mấy cái này. Cho nên đó, tại sao mình thỉnh thoảng cũng tập ăn chay để cho cái thân mình nó khinh an, nó nhẹ, rồi tâm hồn mình nó cũng nhẹ theo. Bây giờ muốn thân tâm an lạc, quý vị học cái pháp đầu tiên nãy mình nói, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Được cái đó thôi là cũng một phần an lạc của thân tâm rồi đó. Tất cả Phật tử chúng con kính xin Thầy có thể đến gieo duyên và ban cho chúng con những thời pháp nhũ vào năm tới được không? Tay thì cứ vỗ đi, chân em đi được hay không mới làm chuyện. Quý vị vỗ tay mà chân đó em nó không vỗ. Con là Phật tử rất thích tụng kinh, nhưng vì công việc con luôn bận rộn nên đôi lúc con không kịp ngồi trước bàn thờ để tụng kinh. Nhưng hằng ngày con đạp xe đi làm khoảng 25 phút, đi về khoảng 50 phút.
Con luôn đọc chú Đại Bi và hồi hướng như thế có được không? Hay nhất thiết con phải ngồi trước bàn thờ để tụng kinh? Cái việc mình tụng kinh á, tụng đứng, tụng lúc lái xe, tụng khi làm việc, sao cũng được hả? Nhưng mà cái giờ mình quỳ trước bàn Phật mình tụng kinh á, thì nó dễ giúp cho mình có cái sự nhất tâm hơn. Thế thôi chứ không có gì lạ. Thì bây giờ nếu Phật tử này không có phương tiện trước bàn Phật thì phải ứng dụng chuyện tu trong bận rộn. Còn nếu ai có thời giờ thì tu có thời khóa. Nhưng mà thủy chung cả hai không có bỏ tu. Bận mà chịu tu như vậy còn quý hơn là lấy cái cớ là thôi con bận quá con không tu. Quý vị thấy không? Mà Phật dạy cho mình đó là tu trong bận rộn. Bận rộn cỡ nào vẫn tu. Có nhiều vị đặt câu hỏi cho Pháp Hòa: thầy đi ta bà tứ xứ như vậy thầy có thời gian thầy tu không? Pháp Hòa nói: trời đất ơi, cả đời em có lúc nào em không dính với chùa với Phật tử đâu mà không tu. Quý vị thấy từ sáng bước vô đây, từ hồi 10 giờ sáng tới giờ Pháp Hòa có rảnh đâu. Không tiếp Phật tử, không nói chuyện Phật Pháp thì cũng ngồi với Hòa Thượng, cũng ở trong chùa. Còn thời khóa nào, và thậm chí hầu như bây giờ người ta còn có weekend. Em không có cái weekend nào được nghỉ hết. Rồi người ta không được nghỉ weekend thì at least người ta cũng có weekday. Em weekday cũng không có luôn nữa. Thì bây giờ quý vị thưa thầy chúng như thế này, mỗi một lần chia sẻ Phật Pháp có phải là một lần Pháp Hòa học hỏi không? Cho nên Pháp Hòa cảm ơn quý vị không hết. Vì quý vị có chịu khó ngồi nghe cho nên Pháp Hòa mới chịu khó nghiên cứu nói. Vậy thì nhờ đại chúng Pháp Hòa mới giỏi. Cho nên đại chúng là những người thầy tốt cho Pháp Hòa. Tại vì quý vị, thật sự quý vị đã thể hiện lòng từ bi đó. Quý vị ngồi, quý vị chịu khó, quý vị nghe Pháp Hòa là quý vị thể hiện lòng từ bi đối với Pháp Hòa. Còn Pháp Hòa chỉ là người học hỏi rồi chia sẻ với đại chúng. Trên nguyên tắc là đại chúng thương, đại chúng nói: ồ thầy ban bố, chứ thiệt sự quý vị chính là người ban bố cho Pháp Hòa. Quý vị ban bố cái thời gian của quý vị ngày hôm nay cho Pháp Hòa này. Quý vị ban bố thời gian quý vị ngồi để Pháp Hòa được nói này. Cho nên quý vị là người thầy gương mẫu nhất. Cho Pháp Hòa luôn luôn niệm ơn tất cả đại chúng khắp nơi, những người đã chịu nghe mình để mình được cơ hội nói, là để học. Và tu thì không phải là ở trước bàn Phật mới tu. Và tại sao chúng ta phải trước bàn Phật? Vì trước bàn Phật là chúng ta có cái thời khóa và chúng ta dễ dàng trong cái sự nhất tâm hơn. Thế thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có hoàn cảnh thì cứ tu trong bận rộn. Bây giờ ngồi giũa móng tay cho người ta không có thời giờ tụng kinh, trong khi giũa niệm Phật. Thay vì mình giũa người ta, giũa là mình la. Giũa tức là mình la người ta. Còn bây giờ mình giũa móng mà niệm Phật, thì biết đâu chừng trong khi mình niệm Phật như vậy, cái năng lượng từ bi của mình đi tới với cái người đó, mình giải được cái tâm cho họ. Thưa đại chúng, trước khi qua đây Pháp Hòa vô bệnh viện để hộ niệm cho một Phật tử bệnh. Cái đêm đó tối rồi, 9 giờ tối rồi, thì khi Pháp Hòa vô và đứng và tụng kinh niệm Phật, khi nửa tiếng đồng hồ sau bước ra thì cái bà hai chị em của một cái bà Mỹ kế bên phòng bước ra chắp tay xá, nói: quý thầy có phải là thầy tu của Phật giáo không? Are you Buddhist monk? Nói: dạ phải. I can feel that. Tôi có thể cảm nhận ra được. Hồi nãy giờ hai chị em tôi ngồi bên này lắng nghe mà tôi cảm nhận được cái năng lượng từ bên phòng kia qua tới cho mẹ của tôi. Mẹ của tôi năm nay 90 mấy tuổi mà hai người nói mà khóc. Rồi quý vị thấy cái năng lượng của mình, cái năng lực của mình khi mình làm điều gì với tất cả tâm thành của mình, nó tạo lên một cái tâm lực vô hình. Mình đâu có muốn nói họ, mình tàu tụng, mình sợ họ phiền, mình tụng râm râm râm, vậy mà họ nghe. Họ nói nãy giờ chị em tôi ngồi yên theo dõi bên đó và chúng tôi cảm nhận được cái năng lượng qua tới cái phòng này. Và chắp tay, vừa khóc mà vừa chắp tay.
Mà thường thường mà đi vô mà tụng kinh cho mấy người bệnh mà giường xung quanh họ cảm ơn lắm. Họ nói cảm ơn quý vị, we feel so peaceful. Cho nên mình á, làm cái gì cho ai đó mà không trực tiếp được, mình làm gián tiếp đi. Thí dụ bây giờ quý vị có một người thân bị bệnh, quý vị thay vì rót thuốc cho họ mà vừa rót vừa nói chuyện vừa suy nghĩ lung tung, đừng suy nghĩ gì hết, gia trì vô đó, đem hết tâm mình nguyện cho người bệnh này uống thuốc, thân tâm được an lạc, tâm thức được tỉnh táo, thấy rõ được các pháp là vô thường để xả bỏ những cái tâm chấp trước. Cho nên mình đi thăm bệnh á, mình phải đọc cái bài kệ thăm bệnh. Kệ thăm bệnh đọc sao? Nếu thăm người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, xa lìa tranh chấp. Mình nếu mình thấy được đời này giả, thân này giả, thì mình giảm đi cái sự tranh chấp, đấu tranh. Cho nên cái thời mạt pháp là như thế nào? Bởi vì chúng ta tranh đấu nhiều hơn lo tu, cãi vã nhiều hơn tu, cho nên mới gọi là mạt pháp. Chứ pháp Phật sao mạt được? Pháp Phật là chân lý sao mạt? Nhưng mà chúng ta nhận pháp mà không ứng dụng pháp, cho nên mạt cũng giống như mình có cuốn sách hay mà không đọc vậy đó. Cứ để mãi trong tủ vậy thì cuốn này nó thành ra mạt. Chứ bản chất những gì chứa trong đó không hề thay đổi. Cho nên giáo pháp Phật không có mạt. Cho nên được, cứ tu trong bận rộn. Giờ rồi khi nào, thí dụ nha, vị Phật tử này tụng kinh nhưng mà làm sao mỗi ngày đi làm về ăn cơm tắm rửa xong, trước khi đi ngủ đứng trước bàn Phật lễ Phật ba lễ rồi đi ngủ khỏi cần tụng, tụng trên xe rồi. Nhưng mà mình ứng trước bàn Phật để làm gì? Để ít nhất cũng có giây phút nào tâm mình hướng về Tam Bảo, biểu tượng qua tượng Phật. Quý vị nhớ là tượng Phật không phải là Phật, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng của Phật. Như lá cờ Thụy Điển không phải là cả quốc gia Thụy Điển, nhưng mà nó là linh hồn của Tổ quốc, linh hồn của Thụy Điển. Cho nên đứng dưới lá cờ, tấm vải mà, mình chào không phải chào tấm vải, mà chào cái linh hồn của quốc gia đó, biểu tượng qua tấm vải. Chứ tấm vải đó không phải là nước Thụy Điển. Rõ như vậy, thờ Phật ai dám nói mình mê tín? Còn mình không biết, mình mới coi cái tượng đó là chúa tể, là chí tôn thì mình mới lỗi chứ. Còn mình rõ ràng đây là tượng Phật, là biểu tượng của Đức Phật để hướng tâm, chứ không phải là Đức Phật ngồi đó. Hiểu được như vậy thì mình thờ Phật không có gì mê tín và sai cả. Cái áo này nó không biểu lộ, nó không nói lên được người tu, nhưng người tu không có nó không được. Người tu mà không có nó thì đi nghinh ngang, nhờ tròn nó vô rồi có phải đi đàng hoàng. Vậy thì cái áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Không tụng kinh làm sao biết Phật dạy gì mà tu. Cái đầu cạo cũng chưa nói lên người tu, nhưng mà nhờ cạo cho nên phải thúc liễm mình là người tu. Phật tử đi chùa mặc áo trang đâu nói lên gì, nhưng nhờ mặc chiếc áo đó vô thì phải nghiêm trang đi đứng. Mặc bộ đồ vặt hò đi chợ thì tự nhớ mình đang mặc đồ này, ta nhìn vô ta biết kêu đồ gì, nhưng mà ta biết ta, bà này ở chùa nè, ông này ở chùa nè, mà ra chợ mà hung dữ quá, các ta nói đó dân chùa. Ta nên nhờ mặc cái bộ đồ này vô cái thùng, thúc liễm mình lại. Quý hiểu được cái chỗ đó. Và thành thử ra dễ lắm. Cái trường hợp mà Phật tử này mà tụng kinh trên xe vậy là kêu gì nè? Tùy duyên bất biến. Tùy duyên bất biến là đó, bây giờ mình muốn tụng chứ bằng Phật mà không có phương tiện thì thôi, bây giờ mình tâm mình bất biến là vẫn nhớ Phật trên đường đi.
Nhưng mà cái duyên mình không đủ thì phải tùy duyên như vậy để tâm mình bất biến. Thấy được chỗ đó ha? Có hoài vậy đó hả? Thôi một câu nữa thôi, không có dài đâu. Đùa cho vui vậy đó. À, bạch thầy, mẹ chồng con đi Việt Nam về, đưa cho con một tấm bằng quy y, có pháp danh của con. Mẹ con nói mẹ con quy y cho con rồi, con biết đó chưa đủ nghĩa quy y, nhưng con quy lại thì mẹ con buồn. Vậy bây giờ con phải làm sao? Mình quy lại như nãy vừa nói, tức là bây giờ giống như là bây giờ mẹ lấy cái bằng gì thì bây giờ mẹ phải cho con vô, con update con lại, con upgrade con lên, giữ giữ cái bằng đó. Có gì đâu mà buồn. Mình có phải là như nãy vừa nói, quy lại không có phải là mình lừa thầy phản bạn, không phải vậy. Mà bây giờ giữ pháp danh đó, giữ cái phái đó hết, chỉ đi vô chính thức, tâm mình hướng về Tam Bảo. Và khi thầy truyền giới mình không có cần đăng ký gì hết á, diêu vô quỳ đó. Lúc mà thầy nói quý vị hãy đọc theo tôi, con về nương tựa Phật, thì mình đọc theo để mình thành cái pháp này thôi, chứ không có phải là mình làm gì đâu mà buồn. Mà hơn nữa là mẹ lấy bằng về mà. Cụ có nghe điều này bà cụ đừng có buồn. Vì người con dâu mà biết phát tâm như vậy là mình phải mừng. À, dâu con mà biết tu như vậy mẹ chồng phải mừng. À, chứ không phải là dâu chua. Còn giờ dâu mà biết thương quý mình, nhận cái pháp danh đó rồi đi lên chùa làm cái lễ để đầy đủ như vậy, mà biết hướng tâm tu như vậy làm mẹ chồng phải vui. Thật sự thấy con tu là mẹ phải mừng hết cỡ. Buồn nữa nha mẹ. Con mà tu được là dâu này là dâu ngọt. Đám dỗ cho cha mẹ của con có tụng kinh Di, con cũng có tụng chú Đại Bi 21 biến, con cầu nguyện. Thật sự ra thì như hồi nãy qua dỗ khấn sao, huống chi mình đã tụng kinh như thế này là quý rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cha mẹ mượn cái ngày dỗ để tụng một thời kinh người thân đó, chứ không phải tụng cho người mất đâu. Mình mượn người mất thôi. Bình thường á, con cháu biểu nghe pháp dễ gì nghe. Nhưng mà nhờ ông bà cha mẹ mất, cho nên lên chùa mời thầy đi tụng kinh. Rồi bây giờ mời thầy tới tụng thì phải qua ra quỳ. Ra quỳ thầy mới có cơ hội thầy thuyết pháp cho nghe. Nhưng mà thầy không thể nói thẳng, thầy mượn hương linh thầy nói. Thầy nói hương linh ơi, cuộc trần thế tấn tuồn ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đó mai không bền chắc. Nói cho hương linh mà hương linh nằm đơ không biết gì hết, mà ở dưới này nghe gật gù. Vậy thì muốn thuyết pháp cho họ bình thường kêu họ là không. Nhưng mà giờ nhờ có ông bà. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên cầu siêu là phương tiện, độ người sống là cứu cánh. Đặc biệt như vậy đó. Đặc biệt chứ mà. Cho nên bây giờ quý vị tụng cái gì cũng được hết á. Câu cuối là theo luật nhân quả thì người sau khi chết tái sinh ngay lập tức, hoặc trễ nhất là 49 ngày theo nghiệp lành ác của mình ở đời này và âm lịch. Hàng năm các chùa luôn tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh và hương linh. Đó. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy thôi. Ông bà có thể đi tái sinh hay như thế nào hết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nói như vậy rồi cắt đứt hết thì coi như không còn gì hết. Vậy thì thưa đại chúng, hàng năm chùa tổ chức lễ này lễ nọ chẳng qua là một phương tiện để kết hợp.
Pháp Hòa ví dụ như tại sao ta hàng năm ngày sinh mình vẫn tổ chức sinh nhật, năm 10 năm mình vẫn tổ chức là lễ kỷ niệm ăn mừng, thậm chí mà 50 năm còn tổ chức hấp hôn. Quý với ông bà là đã đi được một đoạn đường. Nên cầu siêu rằm tháng 7 không phải là để cái cơ hội cầu chúng ta trở về, chúng ta nhắc nhở chúng ta bổn phận, chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng bà tổ tiên. Đôi khi chúng ta sống mà chúng ta quên, thì hãy quên thì phải được nhắc. Mà nhắc mà bình thường bắt phone con không có thời gian, mà hơn nữa nhắc từng người chịu. Cho thưa đại chúng, tại sao ngày Phật đản chúng ta bưng Phật, có tấm Phật mỗi đâu phải là Phật dơ giấy gì mà mình phải tắm, là tắm cho nhiều. Khi mình quên mài dũa thì bao nhiêu bụi trần nó bám. Bây giờ muốn gột rửa cái bụi đó thì chúng ta phải hoa giới. Để vậy thì tâm chúng ta là tâm thanh tịnh, muốn rửa nó rửa bụi, chứ còn tâm là vẫn vốn đã sáng. Như chùi, như chúng ta thường có gì phải lao, lao là lao bụi chứ không phải. Thế thì chúng ta không vậy, chúng ta đang làm cho chúng ta chứ không. Nhưng mà chúng ta mượn cái này để nói cái khác. À, người xưa muốn độ người nọ đều lấy phương tiện hết. Ông đó, ổng ngồi thiền. Tổ mới hỏi ông ngồi thiền để làm Phật. Con ngồi thiền để làm Phật. Người thầy nghe xong cầm cái tấm ngói ngồi bên cạnh cái cục đá mài tấm ngói. Thiền không được, ông nói thầy, thầy mài ngói để làm chi vậy? Tấm ngói làm sao làm gương soi được? Ông thầy nói vậy tại sao ngồi thiền được làm Phật? Thành Phật. Ngồi thiền là để tâm mình định tĩnh, mà khi tâm định tĩnh thì tỉnh thức là Phật. Cái cách sống đó là Phật, chứ còn ngồi không phải, có ngồi không được, nhưng mà đừng làm. Thì cũng thế, muốn tu thì không thể bỏ mọi cái phương tiện được, nhưng mà nhờ phương tiện chúng ta qua sông thì cần phải có đò, nhưng mà tới bến bờ rồi thì để thuyền lại cho mày, nhờ phương tiện mới độ. Phật không có chỗ nào cũng có. Vậy thì bây giờ cũng khó nữa, ngó qua này ô Quan Âm, ngó qua kia Quan Âm, cái đầu mình nó cứ phải tiếp với Phật suốt, hiểu ý không? Cho nên là bây giờ mình treo một câu đi. Hôm qua Pháp Hòa vô trong nhà vệ sinh thấy treo một câu: đi đâu mà vội mà vàng. Ai nhớ câu thứ hai? Ai nhớ câu thứ hai chùa này không? Chà thưa chẳng phải đấy ạ. À, xả nước, rửa tay đàng hoàng gì đó. Hả? À, và xả nước đàng hoàng mới ra. Vậy thì bây giờ nếu không treo câu đó là mình skip á. Vừa mở cửa ra thấy câu đó liền thì sao? Rửa tay liền, ốt dột quá, mắc cỡ quá. Thưa đại chúng, khi mình hiểu được Phật giáo rồi, mình thấy đạo Phật linh động uyển chuyển mà độ mình trong mỗi giây mỗi phút. Thế gì, thế thì tội gì không tu. Các ngài đem hết tâm lực của các ngài ra giúp cho mình có phương tiện tu. Giờ mình chỉ còn làm một việc tu thôi à, mà mình còn chê lên chê xuống, chê mắt chê rẻ, chê dài chê ngắn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn của con đến với Hòa Thượng Viện Chủ cùng tất cả quý thầy quý cô ở tại hai chùa Đại Bi Tâm 1 và Đại Bi Tâm 2 tại Thụy Điển đã thương và giúp đỡ cho chúng con trong suốt 3 ngày chúng con ở tại Thụy Điển này. Và cũng không quên niệm ơn tất cả quý Phật tử xa gần đã thể hiện tình thương của Pháp Hòa từ phương xa đến đây, và các vị đã về đây đông đủ trong những ngày qua để trợ duyên cho Pháp Hòa trên bước đường tu học và làm chút Phật sự. Tất cả chúng ta đang làm đều là những món quà mọn kính dâng lên Tam Bảo và đền ơn cho Tam Bảo. Mong đại chúng luôn giữ tâm niệm này bây giờ và mãi mãi, để chúng ta cùng kết thiện duyên làm bà con quyến thuộc với nhau. Xin chúc đại chúng thân tâm được an lạc, tùy tâm mãn nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chân chút xíu cho khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con được nghe một phút thời gian ví tất vàng. Tất vàng không mua được thời gian. Thật vậy, một ngày trôi qua thật nhanh. Thay mặt cho toàn thể Phật tử có mặt ngày hôm nay, xin cho phép con được bày tỏ lòng chân thành cảm tạ đến thượng tọa giảng sư. Phật tử chúng con có được nhân duyên với thầy, được đi chung con thuyền an lạc một ngày. Những giáo pháp, những ân huệ, những phước duyên mà chúng con đã được thọ hưởng ngày hôm nay là hành trang quý báu cho chúng con mang theo trên bước đường tu tập. Chúng con nguyện áp dụng và thực hành những gì đã học để phát huy bổn phận và trách nhiệm cho mình, cho gia đình, cho xã hội, đẹp đạo, đẹp đời. Chúng con rất hân hoan cảm kích với tất cả lòng nhiệt tình rót vào tâm của chúng con những dòng suối pháp ngọt ngào của thầy. Chúng con xin khắc dạ ghi lòng, thành tâm cảm tạ thượng tọa giảng sư. Chúng con nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho thầy pháp thể kinh an. Và con cũng xin kính chúc cho toàn thể Phật tử có mặt ngày hôm nay luôn luôn được sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Đức Phật Di Đà, đường về tịnh độ gần xa tự mình, nhất tâm niệm Phật chuyên cần, Tây phương cực lạc sen vàng tỏa an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành.
vòng tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoang ca sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thắp vòng tứ sanh. Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật chỉ nào nữa không? Nam mô A Di Đà Phật. Có ni chúng pháp nghiêm muốn hát cúng dường lên chư Phật. A Di Đà Phật mời ni cô ca sĩ lên à. Đứng đi khỏi quỳ. À, đứng bình thường, đứng bình thường ca. Con thay mặt đại chúng ở đây xin cảm tạ thầy đã đào duyên cho chúng con và đã không ngại từ xa xa xôi đã đến truyền pháp cho chúng con, truyền pháp đạo màu cho chúng con, để con thay mặt các cái Phật tử và ở đây để đã tạ thầy và các quý hòa thượng và đại đức tăng ni đã tạo được mọi điều kiện cho chúng con được ngày hôm nay được nghe những bài pháp của thầy, truyền cho chúng con rất là cao siêu hiển nhiệm màu, rất là tôi nghĩ chúng mình rất là huyền huyền diệu diệu. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng ngày bài hát con đừng nhớ đây là lâu lắm rồi, nhưng mà chẳng con đẹp hè như cáo chèo hoa muối cứ cố gắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây chúng con kính chào thầy trong giờ phút vui. Chúng con làm gì đây? Chúng con nguyện tình diệt tham lam sân ánh đạo Phật đang tiến lên gần. Dù bao nhiêu tham khổ, dù gặp nhiều nguy khó, chúng con lý tưởng
Thì ở đây cũng có người ở 200 cây số, 100 cây số, 70 cây số, 20 cây số đến đây để nghe pháp. Rất là chân thành tán thán toàn thể. Bởi vì với thầy đó, cái món ăn siêu việt nhất của chúng ta đó, và chúng ta nên nhớ món ăn tâm linh. Chỉ có những cái món ăn khi mà nghe pháp, khi mà tụng kinh, khi là niệm Phật, khi là trì chú, đó là những món ăn tuyệt vời nhất và sâu xa nhất để mà giúp đỡ cho chúng ta trên con đường tiến hóa. Với thầy, khi mà quý vị chú trọng tới cái món ăn tâm linh này đó, thì chắc chắn rằng cái đời sống hàng ngày của chúng ta trong trong cái thế gian này, sống làm người để mà tự sống, để mà đối tác sống, hay là để vươn lên sống, nếu mà quý vị chỉ chú trọng về vấn đề vật chất không, mà quên cái món ăn tâm linh quý giá như thế này đó, thì thiệt sự ra mình rất là khó tiến hóa. Ở thời điểm này nó, thầy nghĩ chỉ có 3 chùa, 4 chùa Việt Nam, thầy 2 chùa với thầy Tâm Huệ 1 chùa và thầy Tịnh Phước 1 chùa là 4 chùa. Còn chùa Thái Lan, chùa Tây Tạng, chùa Trung Hoa thì không kể. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta ở đây đó là có khoảng 30.000 người trở lại. Nhưng mà nếu mà nói chia ra đó thì chia ra bốn phần là Việt Hoa, bốn phần là Việt Bắc, mà hai phần là Việt Nam. Thì nếu mà tính chung chung như vậy đó thì mình thấy sự phân chia vậy nó cũng đã rõ ở trong cái người Việt chúng ta đang ở thì điểm. Mà nước Việt lớn tới bề dài thì như nước Việt Nam, bề ngang của thì điểm nó phình hơn nước Việt Nam nữa. Mà chúng ta chỉ có 30.000 người mà rải rác sống, mà chỉ có 4 chùa, thì như vậy nó quá ít đi so với cái dân số Việt mà chúng ta đã biết vậy thường trú ở trên thủy điển. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của chùa, cái chuyện của quý thầy, cái chuyện của tâm linh. Còn chuyện của Phật tử mình trong cái đời sống hàng ngày đó thì dĩ nhiên mỗi người chúng ta phải tự lo thôi. Mỗi người chúng ta phải tự thấy lại cái đời sống nó có hai cái, một cái thật và một cái giả mà mình phải biết. Một cái thật đó là khi mà mình đã ăn, mình đã quân tập, mà mình đã lấy đó làm cái cơ bản để tiến hóa, đó là cái thật, là cái món ăn tâm linh. Còn cái giả là cái món ăn của vật chất, là danh, là lợi, là tài, là sắc, là ngủ, là nghỉ. Cái đó là cái món ăn của vật chất. Thì mình khi là được làm người vậy là phải phân tích ra cho nó rõ ràng hai cái lý đó, để mà chúng ta thường chọn để mà lấy đó làm cái cơ tiến hóa của mình. Ngoài mình ra, ngoài mình thực thi ra, ngoài mình mang cái hoài bão đó ra, ngoài mình quân tập những cái món ăn đó ra, không ai khác để mà bắt buộc mình được. Thành ra ở đây thì điển, chúng ta biết ở xứ Bắc Âu nó lạnh và sống mình phải cần đi làm, mình phải cần buôn bán rồi mình mới có giữ được cái đời sống bình nhật vật chất của mình. Nếu mà chúng ta không đi chùa thì thiệt sự ra ở nhà quý vị chỉ cần niệm cho thầy mỗi ngày 7 lần Nam Mô Quán Nam Bồ Tát Vũ mà đi 30 hôm thôi. Còn nếu mà mình có mong cầu niệm Phật thì niệm Phật dẫn sanh thêm nữa thì càng quý. Đó là cái mà mình biết điều chế lại cái đời sống thường nhật của mình, tâm linh và vật chất của mình sao cho nó quân bình. Còn vấn đề tiến quá nhiều ít thì nó không có khó nhìn ở đâu xa trơn, mà nhìn lại mình coi đó, chùa ở đây nó 20 năm đã thành lập ra rồi đó. 20 năm qua coi mình đi chùa, mình học hỏi Phật pháp, nhìn lại coi cái tâm cởi mở của mình được bao nhiêu ở trong cái tâm đó, và được nhìn lại mình xem coi cái sự hiểu biết về giáo lý Phật pháp của Phật mình học được bao nhiêu, thì cái đó mình cũng phải biết đó. Và nhìn lại mình coi cái tâm hỷ xả của mình, cái
sự tiến hóa của mình trong 20 năm mà mình biết chùa Đại Bi Tâm ở Bồ Diêu nó nhìn lại mình, coi mình có được cái chất liệu tâm linh đó mà mình đã quân tập được bao nhiêu. Thì 20 năm qua thì nhìn lại nó thì tự mỗi người chúng ta đã biết rồi đó. Thầy thì ở đây nó thiệt sự ra thầy phải còn lo nhiều vấn đề Phật pháp, không phải chỉ riêng đây mà còn khắp nơi, cho nên không có ở thường trực ở chùa để mà lo, chỉ có lo thường trực là 6 tháng hè, còn 6 tháng đông có nhiều khi phải tổ chức tu, nhiều khi phải đi các nơi để mà giảng, và cũng không có cơ hội để mà gặp, để mà giao lưu với tất cả Phật tử nhiều. Thì chỉ có một cái đó là mời quý thầy có duyên đến chùa giảng. Thì 15 tây này có thầy Giác Dường ở bên Việt Nam, thầy sang đây sẽ giảng một tuần, và sau một tuần thầy sẽ đi xuống chùa 2 giảng một tuần. Rồi từ 1 tây tháng 8 đến 10 tây tháng 8 là có 5 vị thầy Tây Tạng về đây làm cái mandala và sẽ giảng giải Phật pháp trong vòng 5 ngày. Ở dưới chùa 2 cũng vậy, 5 ngày ở dưới chùa 2. Và sau đó tới tháng 9 là có thầy Pháp Đăng ở bên Việt Nam qua. Thầy cũng qua đây là cũng giảng giải Phật pháp, rồi sau đó đi chùa 2 luôn. Và những cái Phật sự đại khái như vậy thì thầy cố gắng để mà tổ chức cho các Phật tử tu, cho các Phật tử lấy nó để mà làm cái phương tiện và cứu cánh, để mà có được cái tiến hóa, nhìn lại mình cho nó thêm rạng rỡ hơn. Chứ thật ra thì với thầy đó thì không thể độ những người ở xa được. Nhưng mà mỗi buổi sáng thầy đều có giảng thẳng ở trong Facebook. Quý vị có thể 7:30 mở ra cái Facebook ở trong cái trang của thầy Phật Đạo đó, quý vị mở ra thì sẽ thấy thầy giảng trong đó, có thể quý vị theo dõi. Thì ở đây đó là mỗi buổi sáng đều có như vậy. Để chi? Tại vì thầy không có đi hàng ngày chỗ này chỗ kia giảng, thì thầy mỗi buổi sáng thì giảng vậy thôi, để cho tất cả các Phật tử ta biết. Cho thật ra sau khi giảng vậy chưa, sau này thầy mở ra thấy mấy trăm người lên để mà nghe, cái chuyện đó là cái chuyện thường. Thì mấy bữa nay cả nếu mà nói mỗi buổi sáng giảng là 7-8 tháng nay thầy đều mỗi buổi sáng giảng như vậy hết. Thì quý vị có thể theo dõi, đó là cái mà mình được cái duyên ở địa điểm có một vị thầy thường giảng giải Phật pháp ở trên mạng cho mình nghe. Thì ai thích, ai hợp, ai thấy cái món ăn đó là món ăn rồi trao dồi để mà mình lấy nó làm cái phương tiện tiến hóa thì vô đó để mà chúng ta có thể nghe. Còn ngoài ra quý thầy, thầy cũng không có rảnh để mà giao lưu nhiều ở với tất cả mọi người. Quan niệm của thầy khi đến chùa thân cận với thầy và coi cái đến chùa thường xuyên thì thầy có thể giúp đỡ cho quý vị tùy theo cái khả năng của mình, chứ thầy không có giúp đỡ những người ở xa hay là không có muốn giao lưu với thầy hay là không có muốn về chùa thì thầy không giúp đỡ mấy người đó được. Đó là cái mà thân tình chân thật và tỏ bày cho tất cả các Phật tử biết. Thì hôm nay thì thầy cũng biết thầy Pháp Hòa nó ngay, nếu mà nói đó, kiếm được một vị thầy mà biết được Phật pháp, biết được cái tình người, biết được cái tình Phật để mà thường đi khắp nơi giảng giải. Thầy Pháp Hòa bên kia thầy cũng bận lắm, hình như lần đầu tiên đi Âu Châu hả thầy ha? Không, đi mấy lần. Đi mấy lần. Ờ, vậy là lần này chùa Đại Bi Tâm mới có duyên gặp thầy. Mới đi kỳ trước đi về làng Mai thôi, chứ không đi giảng Âu Châu. Lần này đi giảng Âu Châu. Thì lần này chùa Đại Bi Tâm 1 và 2 cũng có duyên mời thầy. Vậy hồi nãy hình như có nghe Phật tử mời thầy mỗi năm qua giảng, hình như có phải không thầy? Nhưng mà thầy đồng ý chưa? Ai không, ở trong kia thầy cũng chưa nghe thầy đồng ý á. Đó bây giờ thay vì bây giờ thầy quan nghĩ thì trả lời cho Phật tử, thầy đồng ý hay không đồng ý? Tại vì đồng ý thầy mới đứng ra, thầy lo sau này thầy không đồng ý tôi đâu có dám mời. Phật tử là cái con có Phật mà đa số, còn thầy có một số à. Hay sao? Nói về thật sự ra thì thầy Pháp Hòa bên Canada hình như cũng thường đi giảng.
Nếu mà nói thầy cũng rất là bận. Nếu mà nói đó, cái phước báo của thầy Phổ Hoằng cũng lớn đó. Ở bên đó thường đi giảng để giúp đỡ cho Phật tử. Nhưng mà ở đây đó thì Phật tử Âu Châu thì thầy mới tới thôi. Nhưng mà thôi để thầy suy nghĩ cũng khó trả lời. Về coi cái ngẫm nghĩ lại rồi lúc nào thầy đi. À, Di Đà Phật, thưa thầy Phật Đạo, Pháp Hòa muốn qua Âu Châu giảng lần nữa, thầy có dành cho Pháp Hòa bữa nào ở hai chùa ông thầy? Rồi lúc ấy ok liền, không nói gì đâu. Với thầy là mỗi vị tăng đi giảng là mỗi một cái ánh sáng quang minh của chư Phật giúp đỡ cho toàn thể. Con người có hấp thụ Phật Pháp, một quý thầy mà biết đi truyền Pháp, đó là một cái sự thể rất là phải đáng trân trọng. Thầy nói Phật ở đây, Pháp của Phật ở trong chùa, nhưng mà không có tăng, nhưng mà không có ni phát huy, quý vị vô lạng Phật chết, quý vị vô học mấy cái lời đàm giải của Phật không à, đâu có lợi lạc gì nếu mà không có quý thầy để mà giảng giải cho mình nghe. Thành ra bên mật giáo Tây Tạng đó, mấy vị đạo sư á, mấy vị đó được các vị còn trọng, còn quý hơn là cái danh từ của Phật, còn quý mến hơn là cái chư Phật nữa. Tại sao? Tại vì có Phật có Pháp mà không có quý thầy đi truyền Pháp, Phật Pháp đó có để làm gì, phải không? Thành ra có Phật có Pháp mà không có tăng, không có các vị đi dạy, không có các vị đi truyền Pháp, thì ngôi Tam Bảo mà mình nói là thiếu vắng cái Tăng Bảo trong đó rồi. Có Phật có Pháp mà không có Tăng Bảo, lấy gì để mà lưu bố lời dạy của Phật? Thành ra Phật tử mù luôn. Cho nên đối với mật tông Tây Tạng, một vị đạo sư là một cái ánh sáng quang huy bao trùm hết tất cả Phật và Pháp luôn. Bởi vì nhờ các vị đạo sư đi giảng, thành ra Pháp của Phật mới được truyền bá, và hình ảnh của Phật mới được có cái giao lưu khắp nơi. Và nhờ như vậy đó thì Phật tử mới được có phước để mà tu, để mà học, để mà mở ra những cái mê lầm của mình. Chứ nếu mà không có nghe Pháp, nếu mà không có được các vị giảng giải, thì cái sự mê lầm của mình càng ngày nó càng nặng hơn thôi, chứ không có bớt được. Thành ra các quý thầy mà biết đi giảng giải thì đó là các vị Phật hiện tiền mà mật tông Tây Tạng các vị cho, các vị còn xứng giá hơn là các vị Phật nữa. Vị Phật đã tịnh rồi, đâu còn hiện hữu đâu. Chỉ có các vị tăng đi giáo giao lưu như vậy, truyền Pháp như vậy, quý giá gấp muôn ngàn lần của các vị đã qua như thế. Cho nên chúng ta nếu mà được quý thầy thường đến chùa giảng giải, đó là một cái ân điển hay là một cái công đức rất là khó nghe bằng. Cho nên đại diện cho chư tăng, chư ni và các Phật tử hai chùa, chùa 1, chùa 2 đã được nghe thầy giảng và đã được hiểu, được tu và được phát tâm thế nào đó, công đức ấy đó, thì mong thầy luôn thêm được tuổi thọ, mong thầy luôn thêm được cái trí huệ, mong thầy luôn thêm được đầy đủ phương tiện và cứu cánh để giúp đỡ cho mọi người. Riêng cái ông thầy Phật Đạo rất là cảm kích ân điển của thầy, cho nên có món quà. Đầu tiên là món quà nhỏ đeo tay trước. Đây là cái này tiêm ống bên em ở hôm già cái tượng Phật. Cái này nó về bên kia đó thầy nhớ nha, về che ông xe để ông xe chạy. Thương vậy thôi chứ gì nữa. Thầy nhỏ này. Đây đó là chúc tâm thành để mong thầy quan hỷ nhận cho, và mong sao lúc nào thầy cái cũng đầy đủ chân tình để đi giúp đỡ cho Phật tử bằng những cái lời lành, lời tốt như ngày hôm nay. Hay giờ đạo Phật cảm niệm tất cả Phật tử, cảm niệm thầy. Rồi quý vị đã xong. Chưa có thầy Phật ca nữa hả? Thôi vậy thì thôi, chắc thầy Phật ca rồi đó. Hồi sáng có ít người này, hồi sáng có nhóm người gì hết, bây giờ buổi chiều đa số đã lại rồi.
Ca Mâu Ni Phật, những bậc trên hòa thượng. Hôm nay thật là một phước duyên của chúng con được đến đây, và chúng con được hòa thượng thương, và hòa thượng đã hết lòng trợ duyên cho chúng con, cũng như bày tỏ tình thương của hòa thượng đến với chúng con, những người hậu học. Chúng con thật là cảm kích, và cái tình thương của chư vị tôn đức là một cái món ăn tinh thần, là một sức mạnh để tiếp sức cho chúng con, những người hậu học còn non kém trên con đường tu học của mình. Chúng con xin kính ơn hòa thượng, và ngày mai này chúng con lên đường để tiếp tục công việc thật sự của mình. Con nơi đây tại đạo tràng Đại Bi Đạo Một này thành kính tri ân hòa thượng, và kính nguyện tam bảo hằng luôn gia hộ hòa thượng tứ đại điều hòa, mãi là cái đại thọ che mát cho chư Phật tử ở tại quốc độ thủy điển này, cũng như những Phật tử xa gần khắp nơi, và trong đó cũng có chúng con. Để rồi chúng con mai chiều này nếu có duyên trở lại thì chúng con được tiếp tục được sự chở che mát dịu, được sự sửa ấm của hòa thượng Hồng Ngô Hòa Thượng Kinh Minh. Có ai chở hay là chùa chở này đi? Dạ, ở dưới đó có người đang chở. Ở Đan Mạch có người đã chở. Mai mấy giờ này đi? Dạ, sau khi ăn sáng. Sau khi ăn sáng, rồi. Vậy thì ngày mai giả từ chặt ly không? Thôi đứng dậy, đứng dậy. Dạ, thôi được rồi. Chặt ly hồi xưa ở bên kia thì có danh có tiếng rồi. Bây giờ nó cũng không tồn tại. Bây giờ chặt ly Đại Bi Tâm chắc có lẽ cũng tồn tại cũng lâu. Ai gì nào thôi mai đài đi qua Đông Mạch giảng, quý vị nào muốn đi theo giảng thì ngày mai đi theo thầy tiếp tục. Thì công việc Phật tử cũng đa đoan, thì chắc nếu mà có người đưa thì thôi, chứ nếu không có người đưa thì thầy chắc cũng quan hỷ đưa thầy đi thôi, dù mấy trăm cái chỗ cũng quan hỷ đưa, nhưng mà thôi có người đưa thôi. Rồi vậy chúng ta đồng đứng dậy niệm Phật cho Phật lớn lên. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ tử và chúng mấy vị lên nè, màu sáng chưa có tượng Phật lát lại cho ha. Quý vị phụ cất cái tờ phụ quan bên hông để mình có chỗ mình quỳ để chụp hình cho đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một lớp ngồi, một lớp trước phải ngồi xếp bằng, lớp trước ngồi xếp bằng, lớp trước ngồi xếp bằng. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 6 tại chùa Đại Bi Tâm Bờ Diêu Kỳ Điển. Sau hai thời giảng của thầy Pháp Hòa đến từ Canada đã giảng xong, chư tăng và các Phật tử trước ống kính trên quan hỷ tùy hỷ tán thán gửi lời chúc tụng đầu tiên là chúc thầy Pháp Hòa luôn luôn mạnh khỏe an lạc kiền pháp viên mãn trong chiến hoằng pháp bao sau, và sao cầu ơn trên tam bảo hộ cho các Phật tử người một tâm một công một của một cúng dường